Hôm nay sư giảng bài kinh thứ ba trong Trung Bộ Kinh. Đó là bài kinh Thừa Tự Pháp. Đây là bây giờ sư sẽ đọc một cái đoạn mở đầu của bài kinh. Bài kinh Thừa Tự Pháp số 3 kinh Trung Bộ. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi Xá Vệ, Cetavana Kidanam, vườn ông Anathabindika cấp cô độc. Khi ở tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói: Này các tỳ kheo, hãy là những người thừa tự pháp của ta, đừng là những người thừa tự tài vật. Ta có lòng thương tưởng các người và ta nghĩ làm sao những đệ tử của ta là những người thừa tự pháp của ta, không phải là những người thừa tự tài vật. Và này các tỳ kheo, nếu các người là những người thừa tự tài vật của ta, không phải là những người thừa tự pháp, thì không những các người trở thành những người mà người ta nói, cả thầy và trò đều là những người thừa tự tài vật, không phải là những người thừa tự pháp, mà ta cũng trở thành người mà người ta nói, cả thầy và trò đều là những người thừa tự tài vật, không phải là những người thừa tự pháp. Và này các tỳ kheo, nếu các người là những người thừa tự pháp của ta, không phải là những người thừa tự tại vật, thời không những các người trở thành những người mà người ta nói, cả thầy và trò là những người thừa tự pháp, không phải là những người thừa tự tài vật, mà cả ta cũng trở thành người mà người ta nói, cả thầy và trò là những người thừa tự pháp, không phải là những người thừa tự tài vật. Do vậy, này các tỳ kheo, hãy là những người thừa tự pháp của ta, đừng là những người thừa tự tài vật. Ta có lòng thương tưởng các người, và ta nghĩ làm sao những đệ tử của ta là những người thừa tự pháp của ta, không phải là những người thừa tự tài vật. Đây là phần mở đầu của bài kinh Thừa Tự Pháp. Thì ở đây Đức Phật gọi các tỳ kheo đến, và Đức Phật nói rằng hãy là những người thừa tự pháp của ta và đừng có thừa tự tài vật. Vậy pháp là cái gì và tài vật là cái gì, và cái sự thừa tự pháp như thế nào và thừa tự tài vật như thế nào? Pháp của Đức Phật thì Đức Phật giảng dạy tất cả những cái pháp, thì những cái pháp ấy là những cái pháp để tu tập, để đi đến cái sự giác ngộ, để đi đến cái sự giải thoát, để chấm dứt khổ đau sinh tử. Thì pháp của Đức Phật, tức là mình thực hành những cái lời dạy của Đức Phật. Mình có thể nghe, ghi nhớ những cái giáo pháp của Đức Phật và thực hành những cái lời giảng dạy của Đức Phật đấy. Thì đó là, thì tất cả những cái pháp mà mình có thể học ở trong kinh điển, kinh Luật Luận của Đức Phật, đó đều là pháp của Đức Phật. Và những cái pháp để thực hành như là thực hành về giới, về định, về tuệ, thực hành để mà thành tựu được những cái pháp giác ngộ giải thoát. Vậy thì có pháp để học, có pháp hành, có pháp để thành tựu, tức là thành tựu những cái đạo quả. Thì Đức Phật đã tu tập và đi đến cái sự giác ngộ, và Đức Phật chỉ cái con đường để đi đến cái sự giác ngộ. Vậy thì những cái con đường để đi đến cái sự giác ngộ, để chấm dứt khổ đau, đó là pháp của Đức Phật. Vì là một người khi mà thực hành giáo pháp của Đức Phật, thì vị ấy sẽ dần dần đi đến cái sự nhàm chán, đi đến cái sự ni tham, nhàm chán đối với những cái tài vật, xa lì ở những cái sự đắm nhiễm, tham đắm vào những cái tài vật. Thì cái vị đó, mặc dù là vị đó vẫn cần phải thọ dụng những cái tài vật, đó là những cái vật dụng hàng ngày, như là y áo, đồ ăn, khất thực, sàng tọa, dược phẩm, trị bệnh, thứ vật dụng, vị đó vẫn cần thiết phải thọ dụng nó. Nhưng mà những cái tài vật này, nó luôn là một cái cạm bẫy. Và rất nhiều người trên cái con đường tu tập đã không vượt qua được cái cạm bẫy của tài vật và đã đắm chìm ở trong cái tài vật này.
Thì sống ở trên đời này, cái người đời và hay là cái người tu đạo cũng thế. Vì cái tài vật này nó sẽ, mình không có tài vật thì cũng không sống được. Tức là một cái người muốn tồn tại được ở trên cuộc đời này vẫn cần phải có tài vật, tức là những cái vật dụng, những cái nhu yếu phẩm cần thiết để cho những cái cuộc sống hàng ngày, thì đó, điều đó cũng là cần thiết. Nhưng mà nó có cái sự khác nhau giữa một cái người sử dụng cái tài vật đó một cách hợp phù hợp thì để đem lại cái sự hạnh phúc cho mình và cho người. Nhưng mà cũng có cái người thì đã đắm nhiễm vào những cái tài vật đó, vì những cái tài vật đó mà tạo ra những cái tội lỗi và sinh ra rất là nhiều những cái đau khổ ở trên cuộc đời. Vì những cái tài vật đó cho nên là người ta làm ra, tạo ra rất nhiều những cái ác nghiệp, tranh giành, cướp đoạt lẫn nhau, chống phá lẫn nhau, sinh ra những cái thù hiểm, ác ý với nhau, cũng từ cái tài vật ở trên cuộc đời này. Thì cái tài vật đấy nó cũng, nó là một cái con đường dẫn dắt rất là nhiều chúng sinh vào đọa xứ, vào địa ngục, vào ngã quỷ, vào làm súc sinh. Là người ta, dù là người ta làm bất cứ một cái gì ở trên cuộc đời này, người ta cũng khó vượt qua được cái cạm bẫy của tài vật. Ví dụ như là một cái người đó dù có làm vua ở cái cõi đời này, nhưng mà nếu như cái người nào ấy, mà có thể sống mà không quá là đắm nhiễm vào tài vật, thì cái vị đấy sẽ đem lại cái sự an vui, hạnh phúc cho mình và cho những người khác. Cái vị đó sẽ hướng thiện nhiều hơn. Còn cái người nào mà tham đắm cái tài vật quá lớn thì cái vị đấy sẽ là một ác nhân. Thì đấy sẽ tạo ra rất là nhiều cái đau thương cho mình và cho người. Thì bất cứ một cái người nào sống ở trong cái cuộc đời cũng thế. Cứ người nào mà người ta không có quá là tham ái, tham đắm đối với tài vật, thì người ta, cái tâm hồn người ta còn hướng về cái việc thiện được một chút. Còn nếu như cái người nào mà người ta quá tham ái, tham đắm với tài vật, thì người ta sẽ hướng ác, cái người đấy sẽ là ác nhân, tạo ra cái ác nghiệp rất là nhiều. Thế rồi cái con đường tu đạo của Đức Phật cũng thế. Khi mà Đức Phật thuyết giảng ra cái con đường đi đến chấm dứt của khổ đau này, thì cái pháp của Đức Phật rất là thâm sâu, cái pháp rất là thù thắng, cái pháp đi đến đoạn trừ tất cả những cái cấu uế phiền não ở trong tâm. Thì cái một cái hành giả tu tập theo cái pháp của Đức Phật, nếu như cái vị đó là một cái người xuất gia để vào trong cái, để mà trở thành một cái vị tỳ kheo ở trong giáo pháp của Đức Phật, thì cái bước điều đầu tiên là Đức Phật yêu cầu cái vị đó xả bỏ hết cái đời sống tài vật. Nếu như vị đó mà đang làm một vị vua hay công tử, hoàng thái tử gì đi chăng nữa, thì muốn trở thành một cái người xuất gia, vị đó phải xả bỏ hết cả những cái, tất cả những cái địa vị ở thế gian, và xả bỏ hết cái đời sống, tất cả những cái tài sản ở thế gian. Nếu như vị đó là một nhà triệu phú hay là một vị gia chủ, một cái người có tài sản lớn đến cỡ nào chừng nào đi chăng nữa, nếu như mà muốn vào trong giáo pháp tu tập, thì cái việc đầu tiên là vị đó cũng sẽ xả bỏ hết tất cả những cái nhà cửa của mình, tài sản của mình, vợ, con, hay là tất cả những cái tài sản về động sản, bất động sản đều từ bỏ hết, không có mang theo bất cứ một cái tài vật gì vào trong cái đời sống tu tập này. Và chỉ có tam y nhất bát là cái tài sản của cái người xuất gia. Là khi mà đã trở thành một người xuất gia, vị ấy chỉ cần có đủ y để mặc, tức là vừa đủ để mặc, không cần quá nhiều dư thừa, chỉ cần có bình bát để đi khất thực xin ăn hàng ngày, chỉ cần những cái vật dụng rất là tối thiểu, vừa đủ cho cái đời sống của người xuất gia, rất là nhẹ nhàng, đi đến đâu cũng có thể mang theo được, vì đó có thể tự do tự tại, đi đến đâu hay là ở bất cứ nơi đâu cũng không có thiếu thốn gì, bởi vì là những cái vật chất của vị đó rất là đơn sơ giản dị, ba tấm y một bình bát là đủ để vị lấy là cái hành trang.
và những cái vật thực hàng ngày, đó là xin ăn. Thì đấy là cái đời sống rất là chi túc, rất là thiểu dục của cái người tu tập như vậy. Và cái vị đó sẽ dành hết tất cả những cái thời gian ở trong ngày, tất cả những cái thời gian ở cái cuộc đời còn lại này, đó là để học những cái pháp của Đức Phật và thực hành pháp của Đức Phật để chứng đạt, chứng đắc được những cái pháp thượng nhân, để giác ngộ được chân lý và để giải thoát sinh tử. Đấy là cái mục đích của cái sự thực hành giáo pháp của Đức Phật. Mặc dù trên cái tinh thần là Đức Phật giảng dạy, Đức Phật yêu cầu cái người tu tập là như vậy, nhưng không phải ai cũng làm được như vậy. Rất là nhiều người khi mà lúc mới bắt đầu bước vào cái con đường tu tập thì có thể buông bỏ được tất cả những cái tài sản, những cái ngũ dục, những cái dục lạc ở thế gian. Có thể là vị đó từ bỏ tài sản lớn, tài sản nhỏ, từ bỏ được những cái dục lạc mà người khác không có, vị đó có thể từ bỏ được. Nhưng mà tu tập một thời gian rồi, có thể nếu như cái vị đấy mà tiến bộ trong cái đời sống tâm linh, tiến bộ trong cái con đường tu tập, có thể càng ngày thì vị đó sẽ càng nhàm chán được những cái tài vật đó và không còn đoái hoài gì nữa, không còn mơ tưởng, không còn khao khát, không còn nuối tiếc gì những cái tài sản mà mình đã buông bỏ. Nhưng mà cũng có những trường hợp, cũng có những người khi mà đã buông bỏ đi vào cái đời sống tu tập rồi, một thời gian sau vị ấy lại cái tâm mà nó đắm nhiễm tài sản nó lại khởi trở lại, nó lại phát sinh, nó lại sinh khởi trở lại dưới một cái hình thức khác, dưới một cái hình thức của một vị tỳ kheo mà còn tham đắm nhiễm vào tài sản. Vì vậy cho nên là rất là nhiều người lúc mới đi tu có thể từ bỏ được, nhưng mà tu tập một thời gian rồi lại dưới một cái hình thức của một vị tỳ kheo lại đi chạy theo cái tài vật, tức là chạy theo cái vật chất, chạy theo cái tài sản mà bỏ quên mất cái sự thực hành pháp, bỏ quên mất con đường giác ngộ mà chạy theo cái con đường đọa lạc. Tài sản nó sẽ dẫn dắt một cái vị đó đi đến đọa lạc, đi đến đọa xứ, vì nó là cái bẫy, nó có cái sự hấp dẫn, có cái sự cám dỗ. Và có những cái người sẽ vượt qua được cái bẫy mồi đấy, và có những cái người không vượt qua được cái bẫy mồi của cái tài sản vật chất đấy. Thì ở trong cái bài kinh này, Đức Phật đã nói rất là thẳng thắn và rõ ràng như thế: hãy là những người thừa tự tạo pháp của ta, đừng là những người thừa tự tài vật. Có nghĩa là đến với cái pháp này, đó là vì học pháp, vì thực hành pháp, vì chứng ngộ pháp mà đến với cái con đường này, đến với cái đời sống này, đến với cái đạo lộ này. Chứ đừng nghĩ rằng mình đến cái con đường, đến cái giáo pháp này để tăng trưởng cái danh lợi, để mình được, để được thọ nhận cái sự cúng dường, để được thọ nhận những cái tài sản nhiều hơn, những cái tài lộc tài sản nhiều hơn. Nếu như mà một cái người mà đến với giáo pháp này với cái mục đích để tìm kiếm tài sản thì cái người đấy chắc chắn sẽ đọa lạc. Đấy là cái người đi sai đường, đi sai lầm. Thì ngay trong hiện tại sẽ bị những cái người trí của trách. Nên là Đức Phật nói rằng nếu là những người thừa tự tài vật thì sẽ bị những cái người đời người ta chê trách, người ta nói là cả thầy và trò là những cái người thừa tự tài vật, không phải là người thừa tự pháp. Còn nếu như mà hướng đến cái đời sống tu tập không chú trọng về tài vật thì sẽ được cái tiếng khen, sẽ được những cái tiếng lành, cái tiếng tốt. Đó là người ta sẽ nói là cả thầy và trò là những người thừa tự pháp, không phải là những người ham đắm hưởng thụ hay là thừa tự tài vật. Vậy thì nếu như mà một cái người đệ tử mà đắm nhiễm về tài vật thì những cái người đời người ta sẽ chê trách đến cả những người thầy. Đó là ví dụ như người ta cũng có thể nghĩ xấu về Đức Phật, người ta có thể nghĩ rằng bị sa môn thuyết pháp là để vì được lợi dưỡng, vì được cái sự cúng dường, để vì được nhận nhiều cái tài lộc ở thế gian. Có thể những cái người đời người ta sẽ nghĩ như vậy, người ta sẽ nói xấu như vậy. Vậy thì một cái người đấy không chú trọng về cái tài sản vật chất, ví dụ như Đức Phật thuyết giảng Phật pháp,
Nếu như mà khi mà Đức Phật thuyết ra những cái sự thật về nhân quả, Đức Phật có thể khuyến khích, khích lệ những cái hàng cư sĩ Phật tử tại gia là hãy cúng dường đến những bậc chân nhân, đến những bậc thánh nhân, đến những bậc thượng nhân để được những cái quả báo thù thắng, để được những cái phước báo to lớn ở cái đời vị lai, sẽ được hưởng những cái phước lành từ cái sự cúng dường cái tài vật ấy. Nếu sau một cái bài pháp mà Đức Phật đang tán thán, đang khích lệ, đang khuyến hóa những cái người cư sĩ hãy cúng dường để được những cái tài, để được những cái phước báo lợi ích lớn như thế. Khi mà Đức Phật khuyến khích như thế mà người ta nghe xong người ta hoan hỉ, người ta cúng dường thì Đức Phật sẽ từ chối. Đức Phật không có thọ nhận ngay lúc đó, bởi vì là khi mà vừa mới khuyến hóa, khuyến khích những người hàng cư sĩ cúng dường như thế mà người ta phát khởi cái tâm cúng dường, thì cái điều đấy có thể sẽ khiến cho những người khác, người ta nhìn vào, người ta sẽ nghĩ rằng à, cái vị đấy đang khuyến hóa dụ dỗ cho những cái người khác mang tài sản, tài vật đến để cúng dường cho mình, và cái điều đó là không hợp lý. Cho nên là khi mà nói về những cái công đức của cái việc bố thí mà người ta cúng dường bố thí ngay lúc đấy và Đức Phật sẽ từ chối không thọ nhận, đó là để tránh cho người khác, người ta nghĩ rằng cái vị một vị sa môn thuyết pháp là vì tài vật, vì lợi dưỡng. Tỳ kheo đệ tử của Đức Phật sau này cũng thế, khi đi xuất gia rồi sẽ có tùy theo cái phước của mỗi người mà có những người được thọ nhận những cái tài vật rất là sung mãn, rất là lớn, mà có những cái người thì được thọ nhận tài vật ở cái mức vừa phải, mà có những cái người vẫn thiếu thốn, khó khăn về tài vật. Nhưng mà nếu là một cái người chân chánh tầm cầu cái pháp này thì dù là có được sung mãn cái lợi dưỡng, dù được sung mãn cái tài vật thì vị đấy cũng không có đắm nhiễm vào cái tài vật đấy. Vị đó không say sưa, không đắm nhiễm, không thích thú hưởng thụ cái tài vật đấy, nghĩ rằng mình hơn người khác. Hay là một cái người chân chánh tu tập trong cái con đường giáo pháp của Đức Phật, có thể vị đó không được nhận những cái tài vật một cách sung mãn như những người khác, thì vị đó cũng không bao giờ vì cái điều đó mà sinh ra cái sự buồn phiền, vì cái điều đó mà sinh ra cái tâm ghen tị, nghi kỵ, hay là nghĩ rằng mình phải tìm cái cách nào đó, mình cần phải làm cái việc gì đó để nhận được cái sự tài vật, nhận được cái sự cúng dường nhiều hơn về cái vật chất này. Nếu như vị đó mà khởi lên cái ý muốn mong cầu tài sản vật chất thì cái vị đó chắc chắn sẽ đi vào con đường tà, sẽ đi sai đường. Thì ngay từ thời Đức Phật cũng đã có những cái vị, những con người, những vị tỳ kheo đã đi về những cái con đường sai trái như vậy. Ví dụ như Đề Bà Đạt Đa hay là Kokanika, những cái vị tỳ kheo đó đều là những cái vị ác nhân nếu như vị đó đắm nhiễm vào tài sản vật chất. Ví dụ như Đề Bà Đạt Đa vốn là một vị hoàng tử, là một vị công tử cũng thuộc về dòng tộc Thích Ca, là anh trai của Jayudana, là con của vị vua Suddhodana, là con của một cái vị vua cũng thuộc về cái dòng tộc không phải là Suddhodana mà con của một cái vị vua cũng là thuộc về cái dòng tộc Thích Ca. Nếu như mà vị đó ở đời thì vị đó là một vị hoàng tử thì cái danh vọng của vị đó cũng rất lớn, nhưng vì nó cũng đã từ bỏ được cái đời sống quý tộc đó để đi xuất gia. Nhưng khi đi xuất gia rồi thì vị đấy tu chứng được thần thông nhưng mà không chứng đạo quả, không thành tựu được cái đạo quả giác ngộ. Lúc đấy các cái vị tỳ kheo khác cũng đi xuất gia cùng, như là tôn giả Anuruddha, tôn giả Kimbina, tôn giả Ananda, thì sau này các hay là tôn giả Yubani, thì sau này các vị ấy đều trở thành những cái bậc trưởng lão. Thì các hàng cư sĩ Phật tử hay là những vị tỳ kheo ở nơi khác đến, người ta chỉ tìm đến những cái vị những vị tỳ kheo như là tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả Anuruddha, tôn giả Ananda, tôn giả Yubani. Thì những vị đấy có danh vọng lớn, có được cái tiếng tăm lớn, được mọi người cung kính, được thọ nhận được cái sự cúng dường lớn.
vì đó đều là những bậc A-la-hán đã chân chánh giải thoát. Thì Đề Bà Đạt Đa khởi lên cái lòng ghen tị nghi kỵ, nghĩ rằng mình cần phải làm cái gì đó cũng để mình cũng được cái tài vật, để mình cũng được cái danh lợi giống như các cái vị đó. Cho nên Đề Bà Đạt Đa đã nghĩ ra một cái mưu kế, đó là phải thân cận với những cái vị đế vương, tức là những cái vị vua. Thì lúc đấy Đề Bà Đạt Đa đã suy tính, tính toán rất là nhiều. Cuối cùng đã dùng cái thần thông của mình biến ra một cái người đầy mãng xà và bay vào trong hoàng cung để hù dọa một cái vị hoàng tử còn rất là nhỏ, đó là hoàng tử A Xà Thế. Sau đó thì hiện nguyên hình và tức là vị đó muốn thể hiện cái thần thông quảng đại của mình để làm cho một cái người phàm phu như vua A Xà Thế cảm thấy bị chinh phục, bị ngưỡng mộ, bị thần tượng và tôn vị đó làm thầy. Và lúc này, sau này thì Đề Bà Đạt Đa đã xúi A Xà Thế giết cha để nên kế vị, để nên làm vua. Vì có được làm vua, có được cái quyền hành lớn thì mới mang lại cái tài vật sung mãn cho Đề Bà Đạt Đa. Thì vua A Xà Thế cũng đã nghe theo cái lời xúi dục đó mà giết vua Bimbisara, cướp ngai vàng, cướp ngôi của cha. Và sau đó cũng đã xây một cái tịnh xá to lớn cho Đề Bà Đạt Đa. Mỗi ngày hãy cung cấp cho Đề Bà Đạt Đa 500 xe vật thực. Thì Đề Bà Đạt Đa có được những cái vật thực lớn thì rất là nhiều đồ chúng đã đến để tu tập trong cái tịnh xá của Đề Bà Đạt Đa. Thì lúc đấy các vị tỳ kheo đã nói với Đức Phật là vua A Xà Thế đã rất là hậu đãi Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa hàng ngày được nhận được những cái tài vật rất là lớn, rất là sung mãn từ vua A Xà Thế. Thì lúc đấy Đức Phật nói rằng là Đề Bà Đạt Đa càng thọ nhận tài vật bao nhiêu thì Đề Bà Đạt Đa sẽ càng đi đến đọa lạc bấy nhiêu. Vì đó là thì cái con đường đấy sẽ dẫn Đề Bà Đạt Đa càng ngày càng đi đến cái đọa xứ, càng đi đến cái sự đọa lạc lớn. Thì đấy là cái con đường. Rồi sau này thì Đề Bà Đạt Đa cũng chỉ vì cái tài vật đó, vì cái tài vật đó mà tạo ra những cái ác nghiệp rất là lớn, như là tạo ra những cái trọng tội. Trong năm cái trọng tội thì Đề Bà Đạt Đa phạm vào hai cái trọng tội làm chảy máu Phật, có ý muốn giết hại Phật để trở thành một cái người thống lĩnh tăng đoàn của Phật. Đấy cũng là một cái ác nghiệp. Và cũng từ cái tâm mà đắm nhiễm vào cái tài vật đấy, Đề Bà Đạt Đa đã chia rẽ tăng và phạm vào cái tội chia rẽ tăng, phá hòa hợp tăng. Và hai cái tội đấy nó khiến cho Đề Bà Đạt Đa đọa vào A Tỳ địa ngục đến hết đại kiếp này. Thì Cô Ca Ni Ca cũng là một cái người đồng lõa Đề Bà Đạt Đa, cũng tham đắm tài vật như thế và sau này cũng đọa vào A Tỳ địa ngục. Và rất là nhiều người, những người nào mà có cái sự đắm nhiễm vào tài vật thì đều là cái con đường bị đọa xuống địa ngục. Thì trong thời Đức Phật, những cái người tu tập chân chánh vì giáo pháp mà tu tập, vì thực hành giáo pháp, vì chứng ngộ đạo quả mà tu tập thì rất là nhiều. Nhưng chỉ có một số trường hợp cá biệt, đó là lại cái lúc đầu thì cũng vì pháp mà xuất gia, nhưng sau đó thì lại bị vướng vào cái sự cám dỗ của tài vật và sau đó lại hướng về tài vật. Và tất cả những cái người đắm nhiễm vào tài vật đó đều đọa xuống đọa xứ, đều đọa vào trong địa ngục, đều chịu cái sự khổ đau lâu dài mãi mãi về sau. Thì ngay trong thời Đức Phật cũng đã có những cái người tu đắm nhiễm vào tài vật như thế. Nên là sau này giáo pháp càng hưng thịnh, người tu tập càng đông lên, càng phát triển lớn ra nữa, thì rất là nhiều người đã vì tài vật mà đi vào giáo pháp, mà học giáo pháp này. Chứ có những cái người không phải là phát cái tâm chân chánh xuất gia nữa, mà lúc đấy sau khi mà cái niềm tin của đại chúng đã trở nên rất là lớn đối với Tam Bảo Phật Pháp Tăng, thì cái sự cung kính, cái sự cúng dường, cái sự sung mãn về tài vật bắt đầu trở nên rất là lớn. Các thí chủ đã cúng dường nhiều hơn và lúc đấy nhiều người đã nghĩ rằng cái đời sống tu tập rất là tự tại, rất là an lành. Như thế có rất là sung mãn về những cái vật dụng, về vật thực như thế, và rất là nhiều người đã vì cái
vì cái sự nợ dưỡng đó, vì cái tài vật đó mà bước chân vào con đường tu tập, thì những vị đấy tu tập nhưng mà các vị đấy không thực hành pháp, không học hỏi giáo pháp. Hoặc là có những cái người đi vào cái sự tu tập đấy mà không nhận được những cái tài vật sung mãn, thì các vị ấy lại làm những cái việc giống như là một cái người tại gia. Ví dụ như là có những cái người đấy đã đi tu tập rồi nhưng mà vẫn làm những cái việc như là xem tướng tốt xấu cho người khác để cho người ta cúng dường những cái tài vật cho mình. Hoặc là có những người thì xem về thiên văn, xem địa lý, giống như là xem về bói, chú thuật hay là cầu phúc, cầu an, cầu siêu cho những cái người thí chủ tại gia để người ta cúng dường tài vật cho mình. Thì có những người thì làm về những cái việc đưa tin hay là làm những cái việc giống như một cái người đời, hoặc là làm thầy thuốc, hoặc là làm những cái việc gì đó có lợi ích cho cái người trần thế để người ta sẽ trả lại bằng những cái tài vật cho mình. Thì lúc đấy Đức Phật cũng khi thấy những cái hiện tượng đó thì Đức Phật biết rằng những cái người đang tu tập ở trong giáo pháp của ta mà làm những cái việc này thì họ sẽ phải đọa vào ba đường ác, địa ngục, ngã quỷ, súc sinh ở trong tương lai. Cho nên Đức Phật cũng đã triệu tập những cái vị tỳ kheo tham đắm tài vật đến, và Đức Phật cũng đã từng cảnh báo, cũng đã từng cảnh nói đến những cái người tu tập mà không chân chánh, không tu tập, không dành cái thời gian để mà học giáo pháp, thực hành giáo pháp, mà lại dành cái thời gian để làm những cái việc thế sự và để đắm nhiễm vào những cái tài vật, thì sau này sẽ bị rơi vào những cái đọa xứ, bị trở thành những cái phi nhân quỷ thần ở trong tương lai. Nên là Đức Phật thường nói rằng thà uống nước đồng sôi, thà ăn hòn sắt nóng còn hơn là ăn những cái thức ăn khất thực mà làm những cái việc giống như người thế sự. Thì đó là những cái điều đó thì thời Đức Phật cũng đã có, nhưng mà Đức Phật còn tại thế, Đức Phật có thể cảnh tỉnh, có thể cảnh báo được, và Đức Phật cũng có thể thấy được những cái người nào đắm nhiễm về tài vật đều rơi vào những cái đọa xứ, và lấy đó làm cái tấm gương để thức tỉnh cho những cái người tu tập từ cái thời đấy cho đến cái thời tương lai, cho đến đời sau này, thì vẫn phải lấy những cái tấm gương là những cái người nào tu tập vì giáo pháp trở thành những bậc thánh nhân giải thoát, còn những cái người nào đắm nhiễm vào tài vật thì đều đọa vào những cái đọa xứ địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Mà Đức Phật đã chỉ ra rõ ràng những cái nhân vật đấy có thật, là những người có sự tích thật, có lịch sử thật. Thì sau này khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn đi rồi thì lúc đấy không còn cái người mà tuyên bố ra những cái sự thật đấy nữa. Ai đắm nhiễm vào tài vật, ai đã từng tu tập mà đọa xuống các đọa xứ, thì Đức Phật nhập Niết Bàn không còn người tuyên bố ra. Thì càng ngày thì cái giáo pháp càng cách xa Đức Phật đi, trải qua hàng trăm năm, rồi hàng nghìn năm, rồi hàng nhiều nghìn năm sau, cái giáo pháp đã trở nên lu mờ hơn và nhiều người đã không còn thức tỉnh ra được cái sự tu tập đấy nữa. Ví dụ như là một cái người tu tập mà không có hướng về cái đời sống tu là để thực hành pháp, mà có thể là cái vị đó đi tu tập vì cái mục đích đó là tạo ra được nhiều tài vật, nhiều tài sản, nhiều vật chất để xây dựng nên những cái ngôi chùa càng to lớn, có nhiều cái tài sản để dự trữ, để tích trữ. Thì sau này thì những cái người đến học đạo với cái vị đó thì cũng chỉ đắm nhiễm vào tài vật, không còn không để tâm đến cái việc học pháp và thực hành pháp, mà chỉ để tâm làm sao tìm kiếm được nhiều tài sản, tìm kiếm được nhiều vật chất để có được càng nhiều tài sản như cái người quyền thế ở thế gian, như cái người đời thì càng tốt. Thì cứ như thế thì càng ngày giáo pháp sẽ càng lu mờ, tức là cái người đấy không còn hướng về sự học và hành pháp mà chỉ hướng đến làm sao để có nhiều tài sản vật chất. Ngay trong như có những bài kinh Đức Phật cũng đã nói rằng về cái đời tương lai sau này khi mà đến cái thời mạt pháp như thế, có thể là những người tu không còn hoan hỷ với đời sống ở trong rừng, không còn muốn sống ở những cái nơi thanh tịnh yên tĩnh vắng vẻ vùng cao nguyên, mà thích xuống những cái nơi đô thị, những cái nơi phố phường phồn thịnh về tài vật, về vật chất, vì sống ở nơi đấy
sẽ được cúng dường nhiều những cái y áo đẹp, những cái thức ăn ngon, những cái tiện nghi trong cái cuộc sống sung mãn, và người ta sẽ đổ xuống những cái nơi đô thị đấy và tu tập sống ở đấy để được thọ nhận nhiều cái tài sản vật chất. Thì đó là cái sự suy thoái về sau. Nếu mà cái người ta mà càng sống ở những cái nơi có nhiều sung mãn tài sản vật chất thì cái sự suy thoái càng dễ xảy ra. Nên là Đức Phật cũng đã từng khuyến hóa như thế. Nếu mà một cái người mà còn sống ở những cái nơi yên tĩnh, ở cái nơi thanh tịnh, ở trong rừng, ở dưới gốc cây để thực hành pháp, thì giáo pháp, chánh pháp sẽ còn tồn tại. Còn nếu như mà một cái người mà càng tránh xa những cái nơi thanh tịnh đó, càng ưa thích ở những cái nơi mà có sung mãn về tài vật, thì lúc đấy giáo pháp sẽ càng bị suy thoái, sẽ càng bị nu mờ đi. Thì càng ngày càng thế, càng ngày thì người ta sẽ càng bị đắm nhiễm về tài vật. Nhưng mà càng về sau này, không có những cái người thức tỉnh, không có những cái người mà giác ngộ. Ví dụ như là những cái người đi trước cũng đắm nhiễm về tài sản, về tài vật, không còn chú trọng về cái học pháp và hành pháp. Thì những cái người thế hệ sau cũng như thế, người ta không còn coi trọng cái việc tu tập và học và thực hành giáo pháp nữa, mà người ta chỉ chú trọng về tài vật. Rồi cứ như thế từ đời này truyền qua đời khác, là chỉ có đắm nhiễm vào tài vật. Thì lúc đấy cái con đường giải chỉ còn trên hình tướng, chỉ còn trên hình thức, mà bên trong đó lại là một cái lối sống rất là đoạn lạc của những cái người mà sống chỉ chú trọng về tài vật mà không chú trọng về pháp. Nên là ngay từ thì cái thời nào cũng thế, đó là tài vật nó luôn luôn có cái sự cám dỗ, nó luôn luôn cài bẫy những cái người tu tập. Nếu ai mà có cái thức tỉnh, có cái trí tuệ để mà vượt qua được thì người đấy sẽ thành tựu được cái con đường tu tập. Còn những người nào mà không có sự thức tỉnh thì sẽ không vượt qua được cái con đường tu tập đấy. Cho nên là Đức Phật nói là hãy là cái người thừa tự pháp, đừng là người thừa tự tài vật. Chính vì vậy mà có những cái bậc chân chánh tu hành, ngay từ thời Đức Phật cũng thế, sẽ luôn luôn có cái sự yếm ly, xa lìa, nhàm chán đối với tài vật. Ví dụ như là tôn giả Ananda, khi mà được bầu làm thị giả của Đức Phật, sau 20 năm đầu thì Đức Phật không có, chỉ là một vị làm thị giả. Nhưng mà sau 20 năm từ khi thành đạo thì Đức Phật yêu cầu có một vị tỳ kheo làm thị giả. Thì lúc đấy tôn giả Anan được các vị tỳ kheo yêu cầu làm thị giả của Đức Phật. Thì lúc ấy tôn giả Anan đã xin những cái điều, xin Đức Phật cho phép những cái điều kiện, tức là ra những cái điều kiện, đó là nếu con làm thị giả của Đức Thế Tôn thì con sẽ không ở chung phòng, ở trong hương phòng với Đức Thế Tôn. Con sẽ không mặc những cái y dư của Đức Thế Tôn. Con không ăn những cái đồ, những cái vật thực dư thừa của Đức Thế Tôn. Nếu như Đức Thế Tôn được thỉnh mời ở nơi nào thì con sẽ không đi cùng. Còn nếu con được thỉnh mời ở đâu thì con sẽ có quyền thỉnh Đức Thế Tôn đi cùng. Đấy là những cái Đức Ngài A Nan từ chối những cái sự thừa tự về tài vật, về chỗ ở, về y phục, về vật thực của Đức Phật. Tức là Ngài A Nan không có thừa tự những cái tài vật đó, và Ngài đã đưa ra cái điều kiện để từ chối cái thưởng thụ cái tài vật, thừa tự cái tài vật. Mặc dù Ngài thân cận, hầu cận ở bên Đức Phật, nhưng mà Ngài luôn luôn có cái sự cảnh giác, có cái sự cảnh tỉnh bởi những cái lời đồn đoán của người đời. Có thể người ta sẽ nói rằng cái vị đấy thân cận ở Đức Thế Tôn để vì được ở cái phòng tốt, để vì được nhận được những cái y áo tốt, những cái vật thực tốt từ nơi Đức Thế Tôn. Vì vậy nên là Ngài đã đưa ra ngay những cái điều kiện ngay từ đầu. Đó là con không ở hương phòng cùng với Đức Thế Tôn, không có dùng y của Đức Thế Tôn xả ra, không có dùng những cái vật thực mà Đức Thế Tôn xả ra. Và Ngài lại yêu cầu một cái điều rằng nếu như Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp ở đâu mà không có con ở đó thì xin Ngài hãy thuyết lại cho con nghe.
Bởi vì sẽ có những người ta sẽ nói rằng là vị ấy thân cận với Đức Thế Tôn, mà Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp gì vị ấy cũng không biết, thì vị ấy là một cái người không có tâm đối với Phật, đối với pháp. Như vậy thì đối với giáo pháp thì ngài thì lúc đấy tôn giả A Nan lại là một cái lại có cái sự chủ động cầu xin giáo pháp. Vậy thì đấy là một người thừa tự giáo pháp, chỉ hướng đến thừa tự giáo pháp, chỉ có mong cầu giáo pháp chứ không mong cầu những cái tài vật, cho dù ngài là một cái vị thị giả thân cận nơi Đức Phật. Vì vậy cho nên là Đức Phật dạy rằng là nếu một cái vị nào đi xuất gia, mình hãy thân cận với một cái vị thầy nào, thân cận một chú xứ nào, hay một cái ngôi làng, hay một cái quốc độ nào đấy. Nếu như mình thấy rằng cái giới của mình sẽ có cái sự tiến bộ về giới, về đích, về tuệ, thì mình hãy thân cận ở đấy. Và nếu như thân cận ở những cái nơi đó mà mình có thể dễ dàng nhận được những y áo, đồ ăn, khất thực, dược phẩm, trị bệnh, sàng tọa, tứ vật dụng, mình có thể tìm kiếm được một cách dễ dàng, thì mình hãy thân cận với một cái vị sư đấy, hãy thân cận với chú xứ đấy, hãy thân cận với ngôi làng hay quốc độ đấy. Dù có bị hắt hủi thì cũng đừng bỏ đi, có thể thân cận ở đó suốt đời cũng được. Tại sao Đức Phật lại dạy thế? Bởi vì mình muốn tu tập ở đâu mà giới định tuệ của mình phát triển. Nhưng mà muốn có thể mà duy trì được giới định tuệ thì vị ấy cũng cần phải có những cái tài vật, đó là y áo, đồ ăn, khất thực, dược phẩm, trị bệnh, sàng tọa, tứ vật dụng cũng cần phải có nếu mà kiếm được một cách dễ dàng. Thì đó là một cái môi trường tốt nhất, thuận lợi nhất để cho cái vị đó có thể thân cận và tu tập ở đấy. Còn nếu như mà mình thân cận ở một cái nơi nào đó mà có thể giới định tuệ của mình có phát triển, nhưng mà khó khăn để mà kiếm được bốn món vật dụng, y áo, đồ ăn, khất thực, dược phẩm, trị bệnh, sàng tọa, kiếm được một cách khó khăn, mệt mỏi, thì lúc đấy vị đó cần phải suy nghĩ rằng ta đi tu tập, ta đi xuất gia, đi hành đạo là vì giáo pháp, vì giới định tuệ này, chứ không phải là vì y áo, đồ ăn, khất thực, dược phẩm, trị bệnh kia. Cho nên vị đó cần phải kham nhẫn mà bám trụ ở cái chú xứ đó, mà tu tập ở đó và đừng có bỏ đi chỗ khác. Vì đó là, cho dù là mình có thiếu thốn về tài vật, khó khăn về tài vật, mình có thể có một cái cuộc sống đơn sơ, đạm bạc, nhưng mà vì giới định tuệ hay là về cái pháp học, pháp hành và pháp thành tựu của mình nó vẫn thuận duyên, vẫn có thể ở đấy có thể tu tập được. Còn nếu như mà mình thân cận ở một cái chú xứ nào đó mà có thể có sung mãn về y áo, đồ ăn, khất thực, dược phẩm, trị bệnh, sàng tọa, tất cả những cái đồ đấy rất là đầy đủ, rất là sung mãn, nhưng mà rất khó để cho mình giữ giới, và cái môi trường đó không thuận tiện để cho mình hành thiền, và không thể phát triển được giới định tuệ, thì hãy từ bỏ cái vị thầy đó, hãy từ bỏ cái chú xứ đó, hãy từ bỏ cái ngôi làng, hãy từ bỏ cái quốc độ đó để đi tìm một cái chú xứ khác phù hợp hơn, thích hợp hơn. Vì lúc đấy vị ấy cần phải suy nghĩ rằng ta vì giới thanh tịnh, vì tâm thanh tịnh, vì tuệ thanh tịnh, về phát triển cái trí tuệ giác ngộ mà đi tìm cầu cái giáo pháp này, chứ không phải là vì cái tài vật. Vậy ở nơi nào dù có tài vật sung mãn phát triển nhưng mà cái đạo tâm nó không phát triển thì mình đừng có thân cận, đừng có lưu trú ở cái chỗ đó, mà phải đi tìm một cái nơi nào mà phát triển được cái đạo tâm, phát triển được cái giáo pháp ở trong mình, chứ không phải là mình bị đắm nhiễm vào những cái tài vật đó. Thì có những cái vị thầy chú trọng về tài vật. Nếu như mà một cái người mà học đạo đến với cái vị đó, thì cái vị đó sẽ được hướng dẫn bằng những cái cách tìm kiếm tài vật, chứ vị đó không được hướng dẫn cái cách tu tập để đi đến giải thoát. Vì vậy cho nên là có những cái người học đạo đi tìm đến những cái vị thầy học đạo, nhưng mà cứ hơi ngồi vào mà động vào quyển sách là sẽ bị ăn mắng, ăn chửi.
mai không đi làm, ngồi đấy mà đọc sách cả, lấy gì mà ăn. Và cái vị đấy mà cứ chỉ cần vị đó chỉ cần ngồi làm một cái việc gì đó cho riêng bản thân mình thôi là sẽ bị những cái vị lớn hơn mắng chửi và tìm mọi cái cách gây khó dễ, bức xúc và hành hạ cho cái vị đó sống không được yên cho đến cái khi nào vị đó phải quy thuận. Đó là sống cùng cái tư tưởng, cùng cái chí hướng, đó là làm cái gì đó để đi tìm kiếm tài vật. Có thể là vị đó cần phải học kinh, rồi sau đó đi tụng kinh để được để nhận lại những cái sự cúng dường. Vị đó sẽ có thể học những cái pháp cúng bái để sau đó đi phục vụ cái đời sống tín ngưỡng cho thế gian để mà được thọ nhận lại cái sự cúng dường. Và khi mà gặp nhau thì những cái người mà đắm nhiễm về những cái tài vật thì người ta sẽ hỏi nhau là hôm nay đi tụng kinh cho cái nhà đấy người ta cúng dường được bao nhiêu, được nhiều không, phong bì có được dày không. Và người ta sẽ hỏi han nhau những cái điều đó. Thì những cái điều này, những cái vị tu lớn rồi mà còn đắm nhiễm vào những cái tài vật này, các vị ấy gặp nhau, hội họp với nhau, nói chuyện với nhau những cái điều đấy, nó sẽ nhiễm vào tâm của những cái người sơ cơ học đạo. Và những cái người sơ cơ học đạo khi thấy những cái vị lớn của mình sống với nhau, khi ngồi với nhau chỉ nói chuyện về tài vật, chỉ nói chuyện về tài vật thôi, ông làm chỉ nói chuyện về có được nhiều cái, nhận được nhiều sự cúng dường không, rồi làm được những cái việc gì việc gì, tức là chỉ đem những cái nợ nộc của nhau ra để khoe khoang, nói rằng đi cúng cho nhà đấy được được người ta cúng dường nhiều lắm, nhiều được cúng dường cái này, cúng dường cái kia, chỉ khoe khoang cái thành tích để được thọ nhận cái sự cúng dường với nhau. Như vậy thì những cái người tu tập thế hệ đi trước đắm nhiễm vào tài vật như thế, thế hệ đi sau cũng sẽ đắm nhiễm vào tài vật như vậy. Và cuối cùng người ta không còn chú trọng đến pháp, khi gặp nhau người ta không nói chuyện, không đàm luận về Phật pháp và không giữ sự im lặng thánh thiện, mà người ta chỉ đàm luận về tài vật, về vật chất không. Vì vậy cho nên là đấy là cái con đường đọa lạc. Thì ngay từ thời Đức Phật cũng thế, bất cứ ai mà đi vào trong giáo pháp này tu tập mà còn đắm nhiễm vào tài vật thì sau này đều đọa xuống ác đạo hết, đều đọa xuống đọa xứ hết. Vì sau này không còn Đức Phật, không còn những cái người tuyên bố rằng là cái người này tu tập đắm nhiễm vào tài vật đã bị đọa lạc rồi. Nhưng mà những cái tấm gương từ thời xưa, người nào mà còn tìm hiểu trong cái, những cái kinh điển của Đức Phật thì sẽ còn thấy người nào đắm nhiễm vào tài vật thì người đấy cũng sẽ đi vào đọa xứ. Vì vậy không phải ai tu tập trong cái pháp này cũng sẽ đi đến Niết Bàn giải thoát. Có những người sẽ đi đến Niết Bàn, đi đến giải thoát, nhưng có những người sẽ đi đến địa ngục. Vậy cho nên là dù ở trong pháp này, trong cái hình tướng thì trông có thể giống nhau, nhưng mà cái nội tâm thì hoàn toàn khác nhau. Cái người nào có cái đạo tâm đi tu tập là buông xả cái đời sống tài vật, hướng về cái học giáo pháp và để mà thực hành mà thành tựu cái giáo pháp này, thì cái người đấy sẽ đi đến Niết Bàn, đi đến giải thoát, chấm dứt khổ đau. Còn cái người nào ở trong cái giáo pháp này mà lại đắm nhiễm tài sản vật chất, không chú trọng đến cái sự học và hành giáo pháp, thì cái người đấy chắc chắn sẽ đi về địa ngục. Nên là cái người nào đắm nhiễm tài sản thì cũng được ví như là một cái người đã nhổ ra một cái bãi bọt mà cái vị đó lại còn niếm trở lại. Đó là cái câu mà Đức Phật đã chửi Đề Bà Đạt Đa. Ông đã xỉ mũi khạc đờm, đã nhổ ra những cái bãi đờm, cái cục đờm của mình, mà nay ông lại còn muốn niếm lại cái cục đờm đó. Thì đấy là cái người mà tu tập mà còn muốn hưởng thụ về tài vật, muốn hưởng thụ về dục nè, thì cũng như cái người mình niếm lại cái cục đờm mà mình đã nhổ ra như thế. Thì đấy là cái sự mà cần phải nhàm chán đối với tài vật như vậy, buông xả đối với tài vật như vậy, thì mới có sự tiến bộ trong cái sự thực hành cái giáo pháp này. Vậy nên là Đức Phật đã dùng cái hình ảnh ví dụ về hai vị tỳ kheo đến với Đức Phật. Này các tỳ kheo, ở đây một thời ta ăn đã xong, thỏa mãn đầy đủ, đã chấm dứt buổi ăn, tự cảm thấy thỏa thích, vừa ý và còn lại đồ ăn tàn thực của ta đáng được quăng bỏ. Khi ấy có hai tỳ kheo đến đói nạ kiệt sức, ta có thể nói với hai vị ấy: này các tỳ kheo, ta ăn đã xong, thỏa mãn đầy đủ, đã chấm dứt buổi ăn, tự cảm thỏa thích, vừa ý, còn lại đồ ăn tàn thực này của ta đáng được quăng bỏ.
Nếu các người muốn, hãy ăn đi. Nếu các người không muốn ăn, ta sẽ quăng đồ ăn ấy tại chỗ không có cỏ xanh, hay ta sẽ bỏ xuống nước không có chúng sinh ở trong ấy. Rồi một tỳ kheo có thể nghĩ như sau: nay Thế Tôn ăn đã xong, thỏa mãn đầy đủ, đã chấm dứt buổi ăn, tự cảm thỏa thích vừa ý. Và đây là đồ ăn tàn thực của Thế Tôn, đáng được quăng bỏ. Nếu chúng ta không ăn, Thế Tôn sẽ quăng đồ ăn ấy tại chỗ không có cỏ xanh, hay bỏ xuống chỗ nước không có chúng sinh trong ấy. Nhưng Thế Tôn đã có dạy như sau: này các tỳ kheo, hãy là người thừa tự pháp của ta, đừng là những người thừa tự tài vật. Đây là loại tài vật, món đồ ăn này, ta hãy không ăn loại đồ ăn này. Trải qua đêm ngày hôm nay bị đói nà và kiệt sức, rồi vị ấy không ăn loại đồ ăn này, và trải qua đêm ngày hôm đấy đói nà kiệt sức. Và vị tỳ kheo thứ hai lại suy nghĩ: Thế Tôn ăn đã xong, thỏa mãn đầy đủ, chấm dứt buổi ăn, tự cảm thỏa thích, và đây là cái đồ ăn tàn thực. Nếu ta không ăn thì Thế Tôn sẽ bỏ cái đồ ăn này ở cái chỗ không có cỏ xanh, hay dưới nước không có côn trùng. Rồi vị ấy đã ăn loại đồ ăn ấy, trừ được đói nà và kiệt sức, trải qua đêm ngày hôm ấy như vậy. Này các tỳ kheo, dầu cho tỳ kheo này sau khi ăn loại đồ ăn đấy, trừ bỏ đói nà và kiệt sức, và trải qua đêm hôm ấy như vậy, nhưng đối với ta, vị tỳ kheo đầu tiên đáng được kính nể hơn và đáng được tán thán hơn. Vì sao vậy? Như vậy sẽ đưa đến cho vị tỳ kheo ấy trong một thời gian lâu dài ít dục, biết đủ, khổ hạnh, dễ nuôi dưỡng, tinh cần, tinh tấn. Do vậy, này các tỳ kheo, hãy là người thừa tự pháp của ta, đừng là những người thừa tự tài vật. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Nói xong, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào tịnh xá. Thì Đức Phật đã dùng cái hình ảnh của hai vị tỳ kheo đến thăm Đức Phật, đi trên một con đường dài, đã đói nà và kiệt sức. Lúc ấy Đức Phật còn dư những cái đồ ăn khất thực, những cái đồ ăn đấy sẽ được quăng bỏ vào cái đất không có cỏ xanh và nước không có côn trùng. Thì đôi khi mình đổ những cái đồ ăn thì cũng phải đổ ở cái nơi không có cỏ xanh, vì đổ lên cỏ xanh nó sẽ làm chết những cỏ, và một cái người xuất gia cái giới luật nó là không được hại những cái thảo dược, hay không được hại những cái cây cối, tức là không được hại đến những cái hạt giống. Cho nên là phải đổ những cái đồ ăn ở cái chỗ mà không có cỏ cây, hoặc là nước không có côn trùng, vì đổ đồ ăn xuống những cái vũng nước có côn trùng sẽ làm chết côn trùng. Hay đổ xuống cái nơi đất sạch cho cá ăn thì vẫn được, hay đổ những cái chỗ sạch cho các cái loài thú khác ăn thì được. Và lúc này thì Đức Phật dùng cái ví dụ đấy, nếu như mà có hai vị tỳ kheo đến, và mặc dù là cái đồ ăn khất thực đấy đã được quăng bỏ, tức là đáng được quăng bỏ rồi, mà một người thì thọ dụng và một người không thọ dụng, thì cái người mà không thọ dụng đáng được kính nể hơn, bởi vì đó là một người chi túc, đó là một người thiểu dục, đó là một cái người vì thừa tự pháp. Còn một cái người thì đã thọ dụng cái đồ ăn đấy, thì Đức Phật cũng không trách cái vị đó, không mắng cái vị đó, không coi cái vị đó là xấu. Nhưng mà cái sự kham nhẫn của vị đó thấp hơn, cái chi túc, cái sự thiểu dục của vị đó thấp hơn, cái lòng tự trọng của vị đó thấp hơn, vị đó dễ dãi đối với tài vật, thì vị đó cũng sẽ dễ bị sa ngã hơn là một cái người mà người ta tiết chế cao. Một cái người mà có cái lòng tiết chế cao hơn thì cái người đó sẽ tự tại hơn, sẽ dễ nuôi dưỡng hơn, dễ sống hơn. Vị đó có là một cái người sẽ thừa tự được cái pháp của Đức Phật ở cái mức độ cao hơn. Còn một cái người mà dễ sa ngã đối với tài vật như thế, nếu một lúc nào đó có một cái người xấu ác nào đó, người ta dùng cái tài vật, người ta cám dỗ, người ta dụ dỗ vị đấy, có thể những cái vị đấy sẽ từ bỏ cái đời sống thanh tịnh ở trong giáo pháp này, mà trở lại cái đời sống phàm tục, cái đời sống uế nhiễm trở lại một cách dễ dàng. Ngay từ thời Đức Phật cũng thế, có những cái người mà người ta muốn cám dỗ một cái người xuất gia để trở thành một cái người thế tục, người ta sẽ dùng những cái tài vật để người ta cám dỗ. Ví dụ như là thời Đức Phật có một cái người nữ này, một cái người gia chủ này, thì có một cái cô con gái, mà cái người mẹ nghĩ rằng con của ta đã lớn rồi, hôm nay phải kiếm một tấm chồng cho đứa con này. Nhưng mà bằng cách nào đây, không có thanh niên nào đến hỏi nó. Thì bây giờ cái bà này bà nghĩ rằng ta sẽ cám dỗ một vị tỳ kheo nào đó để về làm con rể. Rồi là bà này bà đã nghĩ ra một cái cách, đó là hàng ngày bà đứng bà nhìn đoàn tỳ kheo đi qua, và bà sẽ để ý là
cái vị nào mà mặc áo đẹp này, hay là có cái sự tức là vuốt ve chạy chuốt vuốt ve, tức là thân thể lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng, thì biết rằng cái vị đấy là cái vị còn tham đắm cái đời sống thế tục. Thì bà này bà nhòm như thế và thấy một cái vị tỳ kheo có cái biểu hiện là một cái người vẫn còn ưa thích hưởng thụ các cái ngũ dục, và bà mang những cái thức ăn ngon lành đến cúng dường cho vị tỳ kheo đó. Rồi ngày nào cũng thế, cũng luôn luôn ra đón đàn và dùng những cái đồ ăn rất là ngon để cúng dường cho cái vị tỳ kheo đó. Dần dần bà ấy mời vị tỳ kheo đó vào trong nhà để thọ thực hàng ngày. Rồi cái vị tỳ kheo này đã bị cám dỗ bởi những cái thức ăn ngon, không bị trói buộc bởi những cái thức ăn đó và không thể đi khất thực ở một cái nơi nào khác được, và ngày nào cũng phải đến cái nhà cái bà này để khất thực. Rồi dần dần bà này bà mới ngỏ cái ý, nói rằng nhà tôi có đứa con gái nhưng mà chỉ thiếu một người con rể, mà về đây thì có đầy đủ tài sản, không phải làm gì, có thể ăn suốt đời không hết. Và cái vị tỳ kheo này đã bị siêu lòng, và vị đấy nói rằng nhưng tôi đã xuất gia trong giáo pháp, tôi cần phải trở về để xả y với những cái vị thầy tế độ. Rồi sau đó vị đó đã trở về nói với các cái vị thầy tế độ rằng là vị ấy xả y để lấy con gái của một cái bà gia chủ này để trở về cái đời sống thế tục. Thì cái vị thầy tế độ đã nuôi cái vị tỳ kheo đó đến gặp Đức Phật. Và Đức Phật đã nói về những cái câu chuyện tiền thân, cảnh tình cho cái vị tỳ kheo đó, là vì cái người nữ đó mà ông đã nhiều lần bị khổ đau. Cái người đó là một ác nhân, đó là sẽ đã làm khổ ông nhiều đời nhiều kiếp. Vì cái sự cảnh tình đó, thuyết Đức Phật đã làm cho vị đó kinh cảm và thuyết lên những cái bài pháp và khiến cho vị đó chứng đắc đạo quả ngay trong. Thì đấy là vì Đức Phật còn tại thế cho Đức Phật có thể ngăn chặn được. Mà đấy không phải là một trường hợp, mà rất nhiều trường hợp, có rất nhiều trường hợp, có nhiều những cái vị tỳ kheo đã bị cám dỗ bởi những cái tài vật như vậy, và đã phải xa lìa cái đời sống xuất gia, trở thành những cái đời sống thế tục. Đấy là những cái chuyện rất là nhỏ, nhưng mà còn có những cái trường hợp mà bị cám dỗ bởi những cái tài vật đó ở những cái mức độ lớn hơn nữa. Ví dụ như là có những cái thí chủ, người ta có thể xây những cái ngôi tịnh xá lớn, những cái ngôi chùa lớn, người ta cúng dường cho một cái vị tỳ kheo nào đấy. Và cái vị nào mà đứng lên làm trụ trì một cái ngôi chùa thì cái vị đấy lại càng càng có nhiều cái nguy cơ vướng vào những cái sự đắm nhiễm, vướng vào cái sự ngã mạn, hay là bị trói buộc bởi những cái tài vật còn lớn hơn rất là nhiều, lớn hơn những cái ăn uống hàng ngày rất là nhiều nữa. Vì lúc đấy nó liên hệ đến cả những cái danh vọng, liên hệ đến cả những cái quyền hành, và nó liên hệ đến cả những cái tài vật ở những cái mức độ rất là lớn. Rồi là nhiều những cái người xuất gia, người ta nghĩ rằng đi tu tập sau này sẽ được làm chủ những ngôi chùa lớn, có nhiều những cái tài sản vật chất, có nhiều cái danh vọng chức quyền như thế, và người ta đi tu vì cái mục tiêu đấy, vì cái mục đích đấy. Thì những cái người đấy tu tập sau này, người ta sẽ bon chen, người ta sẽ tìm cái cách nào đấy để có được nhiều tài sản, để có được nhiều tài vật, mà người ta không chú trọng đến cái việc học pháp ra thế nào, hành pháp ra thế nào, hoàng dương Phật pháp ra làm sao. Đấy chính là cái điều đó. Thì thời Đức Phật thì hiếm có, ít có, nhưng mà thời bây giờ thì lại rất là nhiều, vô cùng nhiều. Những cái người tu tập vì tài sản nhiều hơn là những cái người vì pháp. Cho nên là có những cái người tu tập có khi cả cuộc đời người ta không bao giờ bỏ ra một ngày nào để tu tâm cho chính mình, mà ngày nào cũng là ngày tìm kiếm tài vật. Một năm là một năm tìm kiếm tài vật, rồi cái vì đó suốt một cuộc đời là một cái cuộc đời đi tìm kiếm tài vật, và đó là cái con đường đi vào đọa xứ, đó là con đường đi vào địa ngục. Rồi vị ấy chết, rồi vị đấy lao thẳng vào địa ngục, ngã quỷ súc sinh, trầm luôn khổ hải mãi mãi ông ra. Cho nên là thời Đức Phật hay là ngài Mục Kiền Liên, những cái vị có thần thông lớn đã từng thấy những chúng sinh đọa ở trong các đọa xứ từ thời Đức Phật quá khứ, tức là đã từng đọa ở trong các cái đọa xứ từ thời Đức Phật Kassapa cho đến thời Đức Phật hiện tại. Có những vị là cũng chỉ vì cái tài vật đó mà đọa vào địa ngục từ suốt từ thời Phật Kassapa cho đến thời Phật hiện tại. Còn có những chúng sinh đọa làm súc sinh, có những chúng sinh đọa làm quỷ đói suốt trong từ thời Phật Kassapa cho đến hiện tại mà cũng không thoát khỏi, cũng chỉ vì đắm nhiễm vào tài vật.
như là có như là ngài Mục Kiền Liên thấy rất là nhiều những chúng sinh thân hình to lớn, trên người bốc cháy, rồi là nửa người nửa súc vật, đang đi lại ở giữa hư không na hét ầm ĩ. Đó là những cái chúng sinh mà được Đức Phật nói rằng các vị ấy từ thời Đức Phật Ca Diếp đã vì đắm tham đắm vào những cái tài sản, hay là đã từng lấy trộm một cái tài vật gì đó của chư tăng. Có những người chỉ vì lấy trộm một cái tài vật rất là nhỏ của chư tăng mà bị đọa cho đến bây giờ. Cho đến bây giờ có một vị Phật ra đời cũng chưa chắc đã độ được vị đấy. Có thể vị đấy sẽ còn đọa liên tục như vậy cho đến vị Phật sau này nữa. Cũng chưa biết đến bao giờ mới ra khỏi được như thế. Nên là cái sự tu tập mà đắm nhiễm vào cái tài vật thì sẽ nguy hiểm như thế. Nên là cái người nào tu tập mà không đắm nhiễm vào tài vật thì cái con đường tu đấy sẽ là đi đến cái sự giải thoát an lành. Còn nếu như mà cái người tu tập nào mà đang khao khát, đang tìm cầu, đang tham đắm, đang ưa thích, đang chinh phục cái tài vật, ngày một ngày trôi qua, một đời trôi qua chỉ hướng về tài vật, chỉ tham đắm tài vật, thì biết chắc chắn là cái người đấy sẽ đi vào đọa xứ, không thể nào thoát ra được, không thể đi đến giác ngộ được. Mặc dù trên hình tướng vị đấy có thể nghĩ rằng tôi tu tập là để chứng đắc đạo quả, để giải thoát khổ đau, nhưng mà cái tâm của vị đó không hướng về pháp, không hướng về giải thoát, mà đang bị trói buộc bởi tài vật, và cái con đường đấy vị ấy sẽ đi về đọa xứ là cái chắc chắn. Và lúc ấy Đức Phật thuyết giảng xong thì Đức Thế Tôn đi vào trong tịnh xá. Và lúc ấy Tôn giả Sariputta, sau khi Đức Thế Tôn đi chẳng bao lâu, liền gọi các vị tỳ kheo và nói rằng: này các tỳ kheo, này các hiền giả tỳ kheo, thưa vâng hiền giả. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói: này các hiền giả, như thế nào là vị đạo sư sống viễn ni mà các đệ tử không tùy học viễn ni, và như thế nào vị đạo sư sống viễn ni và các đệ tử tùy học viễn ni? Này hiền giả, chúng tôi từ xa lại đây để được hiểu ý nghĩa của câu nói này từ Tôn giả Sariputta. Nành thay, nếu Tôn giả Sariputta thuyết giảng ý nghĩa câu nói ấy, sau khi được nghe Tôn giả Sariputta thuyết giảng, các tỳ kheo sẽ thọ trì. Chư hiền, vậy hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa vâng hiền giả. Những tỳ kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sariputta, và Tôn giả Sariputta nói như sau: này chư hiền, ở đây vị đạo sư sống viễn ni, các đệ tử không tùy học viễn ni. Những pháp nào vị đạo sư dạy từ bỏ những pháp ấy, họ không từ bỏ. Họ sống trong sự đầy đủ lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng về sống viễn ni. Này chư hiền, các thượng tọa tỳ kheo, có ba trường hợp đáng bị của trách. Vị đạo sư sống viễn ni, các đệ tử không tùy học viễn ni. Đó là trường hợp thứ nhất, các thượng tọa tỳ kheo đáng bị của trách. Và những pháp nào vị đạo sư dạy từ bỏ những pháp ấy, họ không từ bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, các thượng tọa tỳ kheo đáng bị của trách. Họ sống đầy đủ lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng về viễn ni. Đó là trường hợp thứ ba, các thượng tọa tỳ kheo đáng bị của trách. Thì lúc đấy Đức Phật đi vào tịnh xá, thì Tôn giả Sariputta đã gọi đến các tỳ kheo đến và nói về cái đời sống viễn ni. Thế nào là vị đạo sư sống viễn ni, các đệ tử tùy học viễn ni? Những pháp nào cần từ bỏ mà vị ấy từ bỏ hay không từ bỏ? Thì sống viễn ni ở đây là sống viễn ni có nghĩa là vị ấy, thì viễn ni thì nó có ba nghĩa: một là thân viễn ni, hai là tâm viễn ni, và ba là các cái nậu hoặc viễn ni. Tức là một cái vị nào mà sống độc cư, sống ở cái nơi yên tĩnh thanh tịnh thì cái vị đó được gọi là sống viễn ni. Còn cái vị nào mà sống không viễn ni ở đây có nghĩa là vị ấy thích tụ tập quần chúng để nói chuyện nhảm nhí, hoặc để làm những cái việc thế sự, hay là cái vị đó sống đi tìm kiếm những cái tài vật vật chất ở thế gian mà vị đó không sống độc cư. Cái viễn ni thứ hai là tâm viễn ni, có nghĩa là vị đó thực hành thiền. Nếu là một cái vị đó có sống độc cư, có thực hành thiền thì đấy là vị đấy có sống viễn ni, và cái vị đấy có đoạn trừ được phiền não. Vậy thì cái người tu tập là phải ở một cái nơi thanh tĩnh, yên tĩnh để thực hành thiền và để đoạn trừ được phiền não, đoạn trừ các nậu hoặc. Thì đó là vị đấy là có sống viễn ni, bậc đạo sư sống viễn ni mà vị ấy tùy học viễn ni. Thì những cái vị ấy đáng được tán thán. Còn những cái vị nào mà không sống cái đời sống viễn ni, vị ấy sống cái đời sống
đọa lạc, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi cái đời sống viễn ni, thì cái người đấy đáng bị của trách. Đáng bị của trách. Và những cái pháp nào tại từ bỏ mà vị ấy không từ bỏ, thì cái từ bỏ ở đây đó là năm triền cái: dục tham, sân hận, hôn trầm, thụy miên, trạo hối và hoài nghi. Đấy là những cái pháp cần phải từ bỏ. Nếu như những cái vị nào từ bỏ năm cái triền cái ấy thì đáng được tán thán. Người nào mà còn năm cái triền cái đấy không từ bỏ, mà lại không chịu sống độc cư, viễn ni, không thực hành thiền chỉ quán, thì cái người đấy đáng bị của trách. Thì ở đây có những vị thượng tọa tỷ kheo, những vị trung tọa tỷ kheo và những tân học tỷ kheo. Cũng cái trường hợp như vậy thì Tôn giả Xá Lợi Phất đã nói về cái trường hợp của những vị thượng tọa tỷ kheo sống viễn ni, tức là có thực hành thiền chỉ quán thì đáng được tán thán, mà vị ấy không có thực hành thiền chỉ quán, vị ấy sống đọa lạc và không từ bỏ năm cái triền cái, thì cái vị ấy đáng bị của trách. Cũng như vậy, cũng những cái lời dạy như vậy tương tự cho một vị trung tọa tỷ kheo và một vị tân học tỷ kheo. Thượng tọa tỷ kheo là những vị từ 10 hạ trở nên thì được gọi là tượng tọa tỷ kheo, những vị trung tọa tỷ kheo là những vị có từ 5 hạ trở nên, và những vị tân học tỷ kheo là những vị từ sơ hạ cho đến 4 hạ trở nên. Thì đó là những cái trường hợp mà vị thượng tọa tỷ kheo mà sống ở nơi yên tĩnh, thực hành thiền chỉ quán, đoạn trừ được năm triền cái và chấm dứt được cái đoạn trừ được các cái nậu hoặc ở trong lòng thì đáng được tán thán. Các vị trung hạ tỷ kheo cũng thế, và các vị tân học tỷ kheo cũng thế. Vậy thì một cái người đấy có thực hành thiền thì mới đoạn trừ được năm triền cái, mới có thể đoạn trừ được những cái ô nhiễm, những cái phiền não ở trong tâm. Còn nếu mà một cái vị không có thực hành thiền, không đoạn trừ được năm triền cái, không đoạn trừ được những cái ô nhiễm ở trong tâm, thì đó là trường hợp đáng bị của trách đối với cả thượng tọa tỷ kheo, trung tọa tỷ kheo và tân học tỷ kheo. Sau rồi Tôn giả Xá Lợi Phất lại dạy tiếp: ở đây này chư hiền, tham là ác pháp, sân là ác pháp, có một con đường trung đạo, diệt trừ tham, diệt trừ sân, khiến tịnh nhãn sanh, khiến chân trí sanh, hướng đến tịch tĩnh thắng trí, giác ngộ niết bàn. Và này chư hiền, con đường trung đạo ấy là gì? Khiến tịnh nhãn sanh, khiến chân trí sanh, hướng đến tịch tĩnh thắng trí, giác ngộ niết bàn. Đó là con đường thánh tám ngành, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này chư hiền, đó là con đường trung đạo, khiến tịnh nhãn sanh, khiến chân trí sanh, hướng đến tịch tĩnh thắng trí, giác ngộ niết bàn. Thì cái phận sự của một cái người học đạo đó là nhờ đoạn trừ những cái tham dục, những cái tham ái, những cái tham luyến ở trong tâm, và đoạn trừ cái sân hận ở trong tâm. Đó là hai cái ác pháp. Nếu như mà một cái người nào còn tham, còn có cái tâm tham mà tham ấy chưa được đoạn trừ, mà vị đấy lại không có tinh tấn thực hành thiền, không có thực hành theo cái bát chánh đạo ấy, thì cái vị đấy sẽ chưa làm xong cái phận sự của mình. Ngày nào mình còn tham dục, còn sân hận, thì đừng nghĩ rằng là tôi phải đi làm cái phận sự này, phận sự kia, tôi phải đi hoằng pháp lợi sinh, tôi phải đi phổ độ, tế độ người này người khác. Tế độ là cái gì? Làm những cái phận sự là cái gì? Đó là cái việc mình cho người khác đoạn trừ tham sân. Mà tham sân ở trong mình chưa đoạn trừ được thì thao giúp được cho ai? Thì mình chỉ có mình còn tham sân thì cũng chỉ có đi góp phần làm cho người khác trưởng tham sân. Nên là có một cái con đường khiến cho tịnh nhãn, tức là cái trí tuệ sanh khởi, chánh trí sanh khởi, hướng đến tịch tĩnh thắng trí, giác ngộ niết bàn. Đó là con đường thực hành theo bát chánh đạo: chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì chánh tri kiến là cái gì? Chánh tư duy là cái gì? Chánh tri kiến là vị ấy thấy, vị ấy mới thấy rằng đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Đó là chánh tri kiến. Thì khi nào mình có thấy được khổ, có nghĩa là mình thấy được cái danh sắc nó sinh diệt, đấy là thấy được khổ. Thấy được các nhân sinh ra khổ, tức là thấy được cái vô minh tham ái chấp thủ ấy, đó là nhân sinh ra khổ. Thấy được niết bàn ấy, thấy được cái sự chấm dứt được cái vô minh tham ái chấp thủ ấy, thì đấy là thấy được diệt đế, là thấy được cái diệt, và thấy được cái con đường đưa đến thoát khổ ấy, đó là cái sự thực hành giới định tuệ. Thì đấy là chánh tri kiến. Còn chánh tư duy, đó là tư duy về khổ, tư duy về khổ tập,
tư duy về khổ diệt và tư duy về con đường đưa đến khổ diệt. Còn chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì đó là cái sự tu tập về giới. Còn chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định đó là tu tập về định. Vậy thì mình muốn thành tựu được chánh trí thì cần phải giữ giới và thực hành thiền chỉ quán, thực hành thiền thiền định. Rồi từ cái thực hành thiền định đấy thì chánh trí sẽ được, sẽ đi đến sự viên mãn. Thì ở đây thực hành bát chánh đạo có nghĩa là vị đấy phải thực hành giới định tuệ, có giữ giới, có hành thiền chỉ và thực hành thiền quán. Và thực hành giới định tuệ này nó cũng sẽ đoạn trừ được năm triền cái và sẽ đoạn trừ được những cái nậu hoặc và đi đến đoạn trừ được tham và sân hận. Vì vậy nên là cái người nào có thực hành bát chánh đạo hay không thì người đó có thực hành thiền thì cần là cái người đấy có thực hành bát chánh đạo. Còn cái người nào không thực hành thiền chỉ quán là người đấy đang không thực hành bát chánh đạo. Người nào có thực hành thiền chỉ quán là người đấy đang sống cái đời sống viễn ni. Người đấy đang không có rơi vào những cái đoạn nạc, không rơi vào cái đời sống hưởng thụ những cái dục nạc, những cái đang sống thừa tự cái giáo pháp của Đức Phật mà không thừa tự tài vật. Còn những người nào mà không thực hành thiền chỉ quán mà chỉ thì vị đấy có làm cái gì đi chăng nữa là vị đấy cũng đang đi tìm kiếm cái tài vật, đang thừa tự cái tài vật và đang đi vào con đường tà đạo, bát tà đạo và tránh xa con đường bát chánh đạo. Thế nên là thực hành bát chánh đạo thì vị ấy phải thực hành giới định tuệ. Thực hành giới định tuệ là đang thực hành bát chánh đạo thì vị đấy sẽ xa, không có đắm nhiễm vào cái tài vật mà vị đó mới là cái người đang thực hành giáo pháp, đang thừa tự cái giáo pháp của Đức Phật. Và tiếp đó thì Ngài Xá Lợi Phất lại dạy tiếp: Này chư hiền, ở đây này chư hiền, phẫn nộ là ác pháp, hiềm hận cũng là ác pháp, giả dối là ác pháp, não hại cũng là ác pháp, tật đố là ác pháp, san tham là ác pháp, man trá là ác pháp, phẫn nộ là ác pháp, ngoan cố là ác pháp, bồng bột là ác pháp, mạn là ác pháp, tăng thượng mạn là ác pháp, kiêu là ác pháp, phóng dật là ác pháp. Có một con đường đưa đến đoạn trừ kiêu, diệt trừ phóng dật, kiến tịnh nhãn sanh, kiến tranh trí sanh, hướng đến tịch tính, thắng trí, giác ngộ niết bàn. Này chư hiền, đó là con đường trung đạo. Con đường kiến tịnh nhãn sanh, kiến chân trí sanh, hướng đến tịch tính, thắng trí, giác ngộ niết bàn. Đó là con đường thánh tám ngành, tức là chánh trí kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này chư hiền, đó là con đường trung đạo, kiến tịnh nhãn sanh, kiến chân trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ niết bàn. Ở cái đoạn cuối của cái bài kinh Thừa Tự Pháp này, Đức Phật nói về 16 cái loại phiền não, 16 cái loại ô nhiễm, 16 cái ác pháp, 16 cái tâm bất thiện. Và cái con đường có thể đoạn trừ được 8 cặp phiền não đấy, đó là thực hành bát chánh đạo. Thì 8 cái cặp phiền não đấy, thì nói về tham và sân là cái cặp thứ nhất. Thứ hai là phẫn nộ và hiềm hận. Tham có nghĩa là tham về dục lạc, sân là sân hận. Phẫn nộ và hiềm hận thì nó cũng là sân hận. Thì ở đây một người từ cái gốc tham mà nó sinh ra sân hận. Một cái người mình muốn tham một cái gì đó mà mình không đạt được thì bắt đầu là bất mãn. Thì đó là từ cái gốc tham này bắt đầu nó sinh ra sân hận. Từ cái tham này nó sinh ra phẫn nộ. Ví dụ như là bây giờ mình đang đắm nhiễm, đang ưa thích cái tài sản vật chất nào đấy mà có những người nào người ta đến người ta làm mất cái lợi ích của mình là phẫn nộ. Hiềm hận là ác ý, muốn thù hiềm người đó. Giả dối và não hại, tức là một cái người dối trá, từ những cái lời nói dối hay là từ những cái hành động giả dối. Và não hại có nghĩa là có một cái ác ý muốn làm hại người khác. Tật đố là cái tâm mà ghen tị với cái người khác, ghen tị với sự thành tựu của người khác. Còn san lận ở đây có nghĩa là cái sự bỏn xẻn. Bỏn xẻn như là cái người đấy bỏn xẻn là về có ba loại bỏn xẻn, có những cái loại bỏn xẻn là bỏn xẻn hay còn gọi là cái sự san lận, bỏn xẻn về cái tài vật, tức là mình có những cái tài vật gì đó mà mình không muốn chia sẻ cho người khác, đó được gọi là cái san tham về lợi dưỡng, ví dụ như mình có lợi dưỡng không muốn chia cho người khác. San tham về chú xứ, tức là cái chú xứ của mình
mình coi nó rất là quan trọng, ai đụng đến là mình sẽ đùng đùng nổi giận, hiềm hận, phẫn nộ khởi lên. Chú xứ là cái chỗ ở, bọn trẻ san tham về chú xứ, san tham về thân quyến, thân bằng quyến thuộc. Mình chỉ muốn lợi ích cho những cái người thân bằng quyến thuộc của mình, không những lợi ích cho mình mà còn muốn lợi ích cho thân quyến. Thì đấy cũng là cái loại san tham. San tham về chú xứ, san tham lợi dưỡng, san tham về thân bằng quyến thuộc. Đó được gọi là cái sự san lận. Man trá, man trá thì đấy nó cũng là một cái sự giả dối. Man trá cũng là một cái loại giả dối, nhưng mà ở cái mức độ là nó cao hơn. Ví dụ như là cái người đó bên trong thì rất là xấu, nhưng mà luôn luôn thể hiện ra bên ngoài mình là một người tốt. Ví dụ như là cái người đấy, mình muốn cho cái người khác, người ta nghĩ tốt về mình, cho nên là cái người đấy giả vờ sống khổ hạnh ép sát. Ví dụ như có những cái người tu hạnh đầu đà ở nghĩa địa, ở cái gốc cây, ngủ không ngồi, mặc những cái y rất là rách rưới, đời sống tỏ ra rất là khổ hạnh, giữ giới rất là thanh tịnh, nhưng mà chỉ trước mặt những người khác thì vị đó thể hiện ra như thế, nhưng mà sau lưng thì vị đó lại sống rất là lười biếng, rất là biếng nhác, rất là ác dục, rất là tham đắm hưởng thụ, mà không có thật lòng tu tập như vậy. Nhưng mà ở trước đám đông, ở trước mặt mọi người, vị đó lại luôn luôn thể hiện cái sự thánh thiện đạo đức của mình, để cho mọi người, người ta lầm tưởng rằng đó là một cái bậc cao quý, cao thượng, để người ta cung kính, cúng dường. Thì đấy được gọi là man trá, đấy được gọi là ác pháp, phản bội là ác pháp. Phản bội ở đây có nghĩa là cái người đấy sống mà không biết ơn và không nhớ ơn những cái người mà người ta đã giúp cho mình, người ta đã làm lợi ích cho mình bất cứ một cái gì đó, mà cái người đấy không hề biết rằng cái người đấy đã làm lợi ích cho mình, không hề biết đến cái ơn của người khác đã giúp mình và không ghi nhớ cái ơn đấy. Ví dụ như có những người hoàn toàn không hề biết, vô ơn hoàn toàn. Dù người khác có làm lợi ích cho mình nhưng vẫn nói xấu, vẫn công kích, vẫn có những cái ác ý, những cái lời nói ác, những cái hành động ác gây tổn hại đến những người đã làm lợi ích cho mình. Đấy là phản bội, đấy là vô ơn. Hay là có những người có nhớ ơn nhưng mà cái nhớ ơn đó rất là ngắn. Có thể là vị đó sẽ nhớ ơn được một thời gian đầu, qua một tháng là quên. Có thể là vị đó nhớ ơn được một tháng hay là một năm, nhưng mà đến năm thứ hai là quên. Có thể là vị đó sẽ nhớ ơn người khác được 10 năm, nhưng mà qua 10 năm thì quên. Vậy thì cái người đó có cái sự nhớ ơn được suốt đời với những người đã thi ân với mình. Thì đó là cái người sống có biết ơn, nhớ ơn. Còn cái người mà không biết ơn, nhớ ơn thì được gọi là cái người phản bội. Còn cái tâm ngoan cố, tức là cái tâm mà rất là ngang bướng, khó dạy bảo, tức là cái người mà có cái tâm ngoan cố thì vị đó luôn luôn có cái sự gọi là hay chất vấn, hay moi móc, hay đấu đá, hay tức là rất là khó dạy những cái điều lành, điều tốt với vị ấy. Thì ấy luôn hay có cái sự mà ương bướng, ngang tàng, khó dạy bảo, khó có thể thực hành những cái điều tốt, hay làm những cái điều xấu. Thì đó cũng được gọi là người ngoan cố. Còn bồng bột, bồng bột làm cái người đấy có một cái, tức là cái năng lực thì rất là thấp, nhưng lại tưởng rằng mình đã có một cái năng lực cao. Ví dụ như là một cái người đấy có mới biết một chút về Phật Pháp, nhưng mà vị đấy lại muốn trở thành những cái vị thầy để giảng dạy Phật Pháp. Đấy là bồng bột. Cũng giống như là cái người đời, người ta học được một chút võ công nhưng mà lại muốn đi hành tẩu giang hồ, thì cái người đấy sẽ gặp những cái nguy hiểm, những cái nguy hại. Cũng như vậy, một cái người mà mình có một cái trình độ về một cái gì đó mà nó còn rất là thấp, mà đã muốn thể hiện mình, đã muốn tức là đã muốn làm một cái người nổi bật, nổi trội đó, thì đó là gọi là một cái sự bồng bột. Và khi mà mình càng muốn thể hiện như vậy, nó lại càng bộc lộ ra cái sự ngu dốt của mình. Như là thời Đức Phật có vị tỳ kheo là Udaji, vị ấy rất là thích ngồi lên những cái ghế pháp sư. Rồi sau đó thì có những người thỉnh vị ấy hay lên thuyết giảng một bài pháp.
Nhưng mà và vị ấy nghĩ rằng ta sẽ lên để đọc những cái bài kệ, những cái bài pháp mà đã học thuộc lòng. Nhưng mà khi ngồi lên trên pháp tòa, vị đó quên hết, không còn nhớ cái gì nữa. Và vị đó cứ ngồi im lặng, không nói được câu nào. Và lúc đấy người ta biết được là cái vị này trống không, rỗng không. À, đấy là cái sự bồng bột muốn thể hiện mà khi chưa có đủ cái bản lĩnh để thể hiện mình. Thì đó được gọi là cái sự bồng bột. Còn mạn thì đấy là một cái người sống có cái sự ngã mạn, là mình nghĩ rằng mình bằng người khác hay hơn người khác. À, hoặc là có những người là phàm nhân mà mình tự nghĩ mình là thánh nhân thì đó cũng là tăng thượng mạn. À, hoặc là mình cứ nghĩ so sánh mình với người khác thì nó là mạn, nó sinh ra ngã mạn. Còn có thể là người ta ngã mạn về cái danh vọng, ngã mạn về sắc đẹp, ngã mạn về tài sản, ngã mạn về sức khỏe, ngã mạn về trí tuệ, ngã mạn về học vấn. Rất nhiều thứ mà người ta ngã mạn, tức là nếu như người ta cứ có cái tánh khen mình, chê người, thích khoe khoang, thích nói về bản thân mình, khoe khoang về tôi thế này, tôi thế kia, nói về vỗ ngực tự hào, bất cứ một cái điều gì mà mình có để mình thấy người khác rằng là không bằng mình, thì đó là mạn hay là tăng thượng mạn, thì ở cái mức cao hơn, đó là cái người đó không có là một phàm nhân mà nghĩ rằng mình là thánh nhân hay tuyên bố mình là thánh nhân, thì đó là tăng tượng mạng, là một cái ác pháp rất là lớn. Kiêu thì cũng giống như là mạng, thì đó là một cái sự kiêu xa, thích hơn người khác, thích thể hiện mình, kiêu và phóng dật. Cuối cùng là một cái tâm bất thiện nữa, đó là phóng dật. Phóng dật ở đây thì có những cái phóng dật nó rất là vi tế và có những cái phóng dật nó rất là thô thiển. Có những cái phóng dật nó rất là thô lỗ, ví dụ như là một cái người đó luôn làm những cái việc ác, khởi lên cái ý muốn sát sinh, trộm cắp tà dâm, nói dối uống rượu, và vị đó hành động cả thân khẩu ý đều phóng dật, tức là vị đó luôn nói ra những lời bất thiện, làm những cái việc bất thiện, suy nghĩ những điều bất thiện, đó là cái sự phóng dật lớn. Còn có những người phóng dật ở cái mức vi tế hơn, đó là người ta có cái ý muốn làm việc bất thiện nhưng người ta không dám làm, không bộc lộ ra cái lời nói, không bộc lộ ra cái hành động, thì đó cũng là cái tâm phóng dật, nhưng mà nó đã thấp hơn một phần. Cái phóng dật nó sẽ thấp hơn nữa, đó là có một cái, đó là vị đó luôn luôn ưa thích những cái niềm vui, tức là thấy ở đâu có ca hát đàn, ca múa hát, nhảy múa, hay là ở đâu có những cái sự tụ tập bạn bè để nói chuyện phiếm, hay là đi giao du chơi bời đây đó, thì đấy cũng là một cái loại phóng dật ở cái mức độ, nhưng mà nó lại thấp hơn nữa. Mặc dù cái phóng dật đấy nó không hướng đến cái hại ai, không ác ý, không làm hại người, nhưng mà nó cũng làm cho cái tâm vị đó luôn luôn tán loạn, luôn luôn năng sang, luôn luôn đi đây đi đó giao du, rồi dần dần nó cũng làm cho vị đó đắm nhiễm, rồi nó sinh ra những cái ác lớn hơn. Rồi còn một cái loại phóng dật nó thấp hơn nữa, đó là cái vị đó hay quên, tức là một cái người mà vị đó đi, vì nó không biết mình đang đi, đứng không biết mình đang đứng, nói không biết mình đang nói, nằm ngồi mà mình đó không biết mình đang nằm ngồi cái gì. Hay là đôi khi mà vị đó cần học thuộc cái gì đó, hoặc là vị đó nghe pháp, vị đó ngồi đây nhưng tâm vị đó lại nghĩ đi cái khác, quên mất mình đang ngồi nghe pháp. Vị đó đang học bài, vị đó quên mất mình đang học bài, tâm nó nghĩ đi đâu ấy. Hay là vị đó đang ngồi thiền, vị đó quên mất đề mục thiền, quên mất hơi thở mà tâm nó nghĩ lăng xăng sang cái chuyện nào khác. Nó hay quên những cái hiện tại mà nó hay du hành về quá khứ, du hành về tương lai, cái tâm nó đi lăng xăng như vậy. Đấy là một cái loại phóng dật, và nó thấp hơn cái phóng dật trước. Và có một cái loại phóng dật nó vi tế nhất, nó nhỏ nhất nữa, đó là cái phóng dật đó là thỉnh thoảng cái tâm nó cứ nghĩ sang chuyện này, chuyện khác một chút, nhưng mà nó không quên những cái mà nó đang ghi nhớ. Ví dụ như là có một người ngồi thiền, cái tâm nó chánh niệm, nó nhận biết hơi thở vào ra, nhưng thỉnh thoảng nó xẹt một cái tâm khác, nó nghĩ, nó sao lãng sang một cái chuyện khác một chút xíu, nhưng nó trở lại ngay, nó không có lãng quên cái đối tượng. Thì cái người đấy là có ở cái sự phóng dật ở cái mức độ thấp nhất. Thì nó cũng tùy theo từng người, cái người nào mà cái phóng dật càng lớn thì cái người đấy sẽ càng trở thành những cái người bất thiện lớn. Cái người nào phóng dật nhỏ thì cái người đấy, cái phóng dật nó càng ít thì cái người đấy sẽ càng ít làm những cái việc bất thiện. Và những cái tâm phóng dật đấy chỉ đến bậc A-la-hán mới đoạn trừ được. Đến một bậc bất lai vẫn còn một chút phóng dật, đó là tâm nó vẫn còn hơi sao nhãng,
đến một bậc sơ quả dự niu đến nhị quả nó vẫn còn có phóng dật. Em còn một cái người phàm phu thì còn đầy đủ những cái phóng dật bất thiện, còn cả những bậc thánh nhân không còn những phóng dật bất thiện nhưng mà vẫn còn những cái phóng dật năng sang nghĩ ngày cái khác, còn đến những bậc a la hán thì mới tuyệt trừ hết phóng dật, hết ngã mạn. Thì đấy là những cái bất thiện pháp. Thì cái con đường đưa đến cái đoạn trừ được bất thiện này, những cái pháp bất thiện này, đó là con đường thực hành bát chánh đạo: chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì có thực hành cái con đường đấy, tức là thực hành giới định tuệ đấy, con đường đó là thực hành giới định tuệ. Những người nào có thực hành giới định tuệ thì sẽ đi đến đoạn trừ hết những cái phiền não, những cái ô nhiễm này. Đây là những cái pháp cần phải từ bỏ. Nếu như mà vị ấy mà không từ bỏ thì cái vị đó là một cái người đáng khiển trách. Còn người nào từ bỏ được những cái ác bất thiện pháp này ở trong tâm thì cái vị đó sẽ là trở thành những người đáng được tán thán. Thì ở cái đoạn cuối cùng của cái bài kinh là: tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy, các vị tỳ kheo ấy hoan hỉ tín thọ lời giảng của tôn giả Sariputta. Đấy là cái phần kết thúc của cái bài kinh Thừa Tự Pháp. Thì cái phần đầu thì của cái bài kinh này là Đức Phật đã gọi các vị tỳ kheo đến và nói rằng: hãy là những người thừa tự pháp của ta, đừng là những người thừa tự tài vật. Và sau đó thì tôn giả Sariputta đã giảng giải, phân tích rõ ràng hơn là thừa tự pháp là như thế nào và thừa tự tài vật là như thế nào. Vậy thì là một cái người mà có sống độc cư, có viễn ly, có thực hành bát chánh đạo là cái người đấy đang thừa tự pháp. Cái người đấy có từ bỏ những cái đáng từ bỏ, có thực hành những cái pháp đáng thực hành, tức là từ bỏ những cái cấu uế, từ bỏ những cái lậu hoặc, từ bỏ những cái phiền não, từ bỏ những cái tâm bất thiện này. Đấy là cái người đó là người đang thực hành pháp, đang thừa tự pháp. Còn cái người nào mà không độc cư, không viễn ni, không thực hành giới định tuệ, không thực hành bát chánh đạo thì là cái người đấy sẽ đắm nhiễm vào tài vật, sẽ là những cái người bỏ rơi mất cái con đường cái pháp, tức là bỏ rơi mất cái sự thừa tự pháp, mà vị đấy sẽ đi vào cái con đường là thừa tự tài vật, đắm nhiễm vào vật chất. Thì vị đó cũng là cái người đi vào con đường tà đạo, không thực hành bát chánh đạo thì chắc chắn là vị đấy sẽ đang thực hành bát tà đạo. Bát chánh đạo thì đi đến niết bàn, bát tà đạo thì đi đến đọa xứ. Đi đến niết bàn thì chấm dứt khổ đau, đi vào đọa xứ thì sẽ chìm đắm khổ đau. Đó chỉ có hai cái con đường đấy, thì mình cần phải chọn một cái con đường để thực hành. Đó là cần phải buông bỏ cái đời sống về tài vật và thực hành theo cái đời sống, đó là sống theo chánh pháp, thừa tự chánh pháp mà không có đắm nhiễm, không phải là vì mục đích thừa tự tài vật mà thực hành giáo pháp này, đó là vì mục đích thừa tự pháp mà thực hành giáo pháp này. Thì trong cái bài pháp này thì mình đã hiểu thế nào là thừa tự pháp và thế nào là thừa tự tài vật. Thì đấy là cái sự cảnh tỉnh cho mình trên cái con đường tu tập, để không lúc nào xa nhiều cái con đường giáo pháp mà đừng để rơi vào những cái cạm bẫy của tài sản vật chất. Đó là cái con đường đi đến đọa xứ khổ đau. Thì nó là kết thúc cái bài giảng về bài kinh Thừa Tự Pháp, bài kinh số 3. Bây giờ thì sư sẽ trả lời các câu hỏi. Ai có các câu hỏi thì sư sẽ trả lời. Dạ, chúng con kính bạch sư, chúng con xin được đọc các câu hỏi do các hành giả gửi lên ạ. Câu hỏi của hành giả Minh Sơn: con hành thiền đã được hơn 2 năm, con ngồi vào mỗi buổi sáng 2 tiếng. Thời gian đầu con không bị hôn trầm, nhưng từ năm thứ 2 trở đi, con hay bị rơi vào hôn trầm và con dường như dậm chân tại chỗ và không tiến bộ hơn được. Xin sư cho con lời khuyên để con có thể thêm nỗ lực tinh tấn hơn ạ. Con cảm ơn sư. Thì sự thực hành thiền mà mình, thứ nhất là mình thực hành không đúng cái pháp, có thể là do mình thực hành không đúng, cái cách thực hành nó chưa đúng cho nên nó không có sự tiến bộ. Thì không có sự tiến bộ, nó không có cái sự hỷ lạc ở trong đấy, và mình cũng không biết cách thế nào để cho nó tiến bộ nữa. Vậy nên là có thể mình thực hành chưa đúng rồi, hoặc là mình
chọn cái đề mục nó không phù hợp với cái căn tánh của mình, nó cũng không tiến bộ. Vậy mình cần phải thay đổi cái đề mục thiền đấy. Hoặc là do cái môi trường mình thực hành nó không phù hợp, chú xứ không phù, nó không phù hợp, thời tiết, thực phẩm, rồi là hay là những cái người mà mình thân cận nó đều không phù hợp. Nói chung là mình chưa có được cái môi trường phù hợp, thì sự tu tập đấy nó cũng sẽ không tiến bộ. Hoặc là mình không biết quân bình các căn, không biết khích lệ khi cần khích lệ, mà mình cũng không biết giữ cái tâm, điều chỉnh cái tâm cho nó phù hợp. Đấy thì nó đều là những cái nguyên nhân khiến cho cái sự tu tập không tiến bộ. Thì đấy, nhờ tự thực hành thì rất là khó. Mình cần phải đến một cái môi trường tu tập mà có để mà trình pháp thực tế hàng ngày cơ, thì mới tiến bộ được. Như là bây giờ mà, ví dụ như là bây giờ mà tu tập mà cứ thấy hôn trầm như thế là do mình chưa chú tâm vào cái đề mục thiền nó chưa đúng. Ví dụ cái người thực hành thiền hơi thở phải để tâm vào đúng cái hơi thở, ở cái vị trí của hơi thở, ở đúng cái điểm xúc chạm, và nhận biết được hơi thở, chú tâm vừa phải, thì càng ngồi thiền mà cái chánh niệm nó càng mạnh, tỉnh giác nó càng cao, thì cái nó mới đúng. Còn nếu như cái người đấy bị phân tâm, chú tâm vào hơi thở nhưng mà nó lại bắt cả những cái cảm giác ở trên thân, rồi tâm nó bắt nhiều đối tượng một lúc, thì cái chánh niệm nó rất là yếu, và nó sẽ không có cái sự tỉnh giác cao, cho nên là nó cũng sinh ra những cái hôn trầm. Thì phải điều chỉnh lại cách đó, mình chú tâm vào một điểm nhỏ, chú tâm vừa phải, không quá mạnh, không quá yếu, thì cũng có thể nó sẽ giảm bớt cái hôn trầm đấy đi. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh ạ. Dạ, con kính bạch sư, thượng tọa và trung tọa tỷ khưu có nghĩa là gì ạ? Thượng tọa tỷ khưu là những cái vị mà tu đã lâu năm, ví dụ như là từ 10 hạ trở lên, thì được gọi là thượng tọa tỷ khưu. Trung tọa tỷ khưu là những vị tu được một thời gian chưa lâu lắm, như là từ 5 hạ trở lên. Còn tân học tỷ khưu là những vị từ sơ hạ đến 4 hạ, là những vị tân học. Đấy là ba cái hạ các vị tỷ khưu như thế. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trí Tịch. Dạ, con thưa sư, thế nào là thừa tự pháp ạ? Thừa tự pháp ở đây là cái người đấy nhờ thực hành pháp, thực hành pháp, mình thọ trì pháp cũng được gọi là thừa tự pháp. Ví dụ như là một cái người mình thọ trì giới á, người tại gia mình thọ trì năm giới, bát quan trai giới, đấy là thừa tự pháp. Hay là mình thọ trì những cái lời dạy của Đức Phật. Đức Phật dạy rằng là hãy làm những cái việc như là bố thí, cũng là, và mình thực hành theo cái lời đấy cũng là thừa tự pháp. Hay là một cái người mà mình thực hành theo cái pháp của Đức Phật, Đức Phật dạy là hãy tinh tấn, hãy kham nhẫn, hãy chân thật, hãy sống với từ tâm, không với sân tâm, hãy sống với cái tâm buông xả, hãy thực hành các pháp thiền chỉ, thiền quán, và mình thọ trì những cái lời dạy đấy, và mình thực hành cái lời dạy đấy là thừa tự pháp. Còn mình làm trái lại là không phải thừa tự pháp. Dạ, câu hỏi tiếp theo của hành giả Trí Tịch ạ. Dạ, con thưa sư, thế nào là tùy học viễn ly ạ? Tùy học viễn ly có nghĩa là vị đấy sẽ tùy thuận theo cái lời dạy. Ví dụ như Đức Phật dạy là hãy đến cái nơi, hãy đến một gốc cây, đến ngôi nhà trống, hay là đến một cái trong một khu rừng để thực hành thiền. Vì đấy thực hành cái pháp thiền chỉ, thiền quán, thì vị đấy thuận theo cái lời dạy đó, vị đó thực hành như thế. Viễn ly có nghĩa là vị đó sống độc cư, tránh xa cái nơi ồn ào náo rộn và đến một cái nơi yên tĩnh, thì đấy là viễn ly. Rồi độc rồi vị đấy thực hành thiền, thì đó là tùy học viễn ly, là như vậy, tùy thuận theo cái lời dạy của Đức Phật và thực hành thiền ở nơi yên tĩnh, đấy là tùy học viễn ly. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thế Nhạc ạ. Câu hỏi thứ nhất, dạ con kính bạch sư, vậy có phải ngã mạn kiêu căng là một nguyên nhân khiến các vị tỳ khưu đắm nhiễm vào tài vật danh vọng không ạ? Ngã mạn và căng thì cái mà đắm nhiễm vào tài sản vật chất cũng chưa hẳn đã là do ngã mạn,
Có thể là có những cái vị đó tham, phóng dật với sinh ra cái sự ưa thích đắm nhiễm vào tài sản vật chất. Còn ngã mạn ở đây thì nó có nhiều cái. Ví dụ ngã mạn là do vị đó thích khoe khoang mình, thích khoe khoang, thích được nổi danh. Rồi cũng có thể từ cái nguyên nhân đấy, nó cũng sẽ khiến đến đắm nhiễm vào tài sản vật chất. Nhưng mà cũng có những cái người, người ta cũng chỉ gọi là khoe khoang hay là tự tự hào, tự cao, tự mãn như thế. Nhưng mà còn cái việc mà đắm nhiễm vào tài vật thì nó cũng có thể có mà cũng có thể không. Thế thì nó, nhưng mà nó cũng là một ác pháp, ngã mạn hay tăng thượng mạn, nó cũng là một ác pháp, nó cũng là một cái tâm bất thiện cần phải đoạn trừ. Dạ, câu hỏi thứ hai của hành giả Thế Nhạc ạ. Dạ, con thưa sư, một vị A-la-hán khi tiếp xúc với cảnh khả ái do thiện nghiệp trổ quả thì sẽ khởi lên loại tâm gì ạ? Một vị A-la-hán thì chỉ có khởi lên tâm xả. Khi tiếp xúc với bất cứ một cái cảnh vật gì, tốt hay xấu, thì cái tâm đó cũng là tâm xả, tức là một cái thiện tâm hợp trí tuệ. Thiện tâm hợp với trí tuệ, nhưng mà vị không có khởi nên bất cứ một cái tâm bất thiện, tham ái, đắm nhiễm gì, dù là đối với cái cảnh khả ái. Ví dụ như là vị đó được cung kính, được cúng dường, thì cái tâm nó vẫn là cái tâm xả, cái tâm thản nhiên, không có tham ái, không có ngã mạn, không có thích thú, thì đó là cái tâm xả quả thiện, hay là gọi là tâm duy tác. Mà thực ra thì đó, tất cả những cái tâm hành của một vị A-la-hán khởi nên thì đó là đều là cái tâm duy tác, cái tâm xả, nhưng mà nó là tâm duy tác, tức là tâm đấy không thiện mà cũng không phải là cái tâm bất thiện, mà tức là cái tâm đấy nó không để lại những cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện gì trong tương lai. Cái tâm nó sinh lên rồi nó diệt ngay tại đấy, nó không còn cái nhân, nó không để lại cái nghiệp thiện ác gì nữa, thì đó là đều là tâm duy tác hết. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thảo ạ. Dạ, con kính thưa sư, trong việc xác định nhu cầu vật dụng cho việc tu tập, làm sao để xác định ranh giới giữa mức vừa đủ cần dùng và mức dư thừa ạ? Thì bị đó thì một cái bị mà giống như bị tỳ kheo thì sẽ rất là dễ dàng để biết được vừa đủ hay dư thừa, vì Đức Phật quy định vì đó chỉ được dùng ba bộ y, thì có tam y, một y tăng già nê và một y vai trái và một cái hạ y, thì đó là về y áo, là vị đó chỉ dùng thế. Còn ngoài ra có thể là dùng các cái y khác, là y phụ tùng, nó không cất giữ quá 10 ngày nếu như có y phát sinh thêm. Thì đấy, có tam y đấy là đủ rồi. Hoặc là chỉ có một bình bát, vị nào mà sở hữu từ hai bình bát trở lên thì đó là dư thừa, và vị đó không tích chữa nữa. Về vật thực, vị đó chỉ có thọ dụng cái vật thực đủ ăn trong ngày, hết cái giờ là vị đó phải xả, buông xả những cái vật thực đó. Hay là có những cái vật thực mà được giữ trong ngày nhưng mà không được qua đêm. Về dược phẩm thì vị đó được dùng nếu như vị đó có bệnh. Đối với một vị tỳ kheo mà thực hành theo đúng cái giới luật thì cái điều đó có giới luật, có sự quy định, vị đó có sự thực hành, có sự hiểu được cái luật và thực hành theo đúng luật, thì cái vị đó biết là cả là mình có cái ranh giới hay có vượt qua cái giới luật hay ranh giới hay không. Còn cái vấn đề về những cái vật dụng đấy, ví dụ như là với một người tại gia thì Đức Phật không có quy định là dùng bao nhiêu cái ngôi nhà, dùng bao nhiêu y áo, dùng bao nhiêu tài sản là đủ hay là dư thừa. Nhưng mà vì đó thì cần có cái tâm không có đắm nhiễm, không có vì cái tài sản đó mà làm việc bất thiện. Tức là không vì có được tài sản mà mình làm những cái việc ác, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu để mà tạo ra tài sản. Thì đấy là một cái việc ác, mình tránh được những cái việc ác đấy. Hoặc là cũng có những cái vị là những cái bậc thánh đệ tử, vị có thể là những người tại gia có rất nhiều tài sản như ông Cấp Cô Độc hay bà Visakha, tài sản vô số, đều là những nhà triệu phú, có tài sản rất là lớn, nhưng mà không bị đắm nhiễm vào tài sản. Các vị ấy vẫn thực hành pháp đều đặn,
À, dù là những người cư sĩ tại gia sống với tài sản nhưng không đắm nhiễm vào tài sản. À, dù đó là có cả những cái vị dù đã làm vua, nhưng mà vẫn là những bậc thánh đệ tử, không bao giờ đắm nhiễm, ngã mạn vào những cái gì mình đang có. Và các vị đấy có sự chân chánh quán sát, như lý giác sát, quán sát được tất cả những cái vật chất đó, nó chỉ là tứ đại, nó có cái tính sinh diệt vô thường giả tạm. Thì cái người đấy, vị đó có thể sống với những cái tài vật đó, dù tài vật có sung mãn. Như thời Đức Phật thì Đức Phật và các bậc thánh đệ tử tài vật vô cùng sung mãn, nhưng không bao giờ đắm nhiễm vào tài vật đó. Thì những cái vị phàm phu mà có những cái tư tưởng bất thiện thì mới đắm nhiễm vào. Còn những bậc chân nhân thì không bao giờ bị đắm nhiễm, dù có sống với tài sản sung mãn không đắm nhiễm, bởi vì không có cái trí tuệ. Vậy thì cái người có trí tuệ thì sẽ vượt qua được sự cám dỗ của tài vật và quán nó chân chánh giác sát, quán sát cái mục đích thọ dụng nó và cái bản chất về cái bản chất về cái tính sinh diệt của nó, về cái sự vô thường vô ngã của nó. Vị đó không có ái nhiễm với tài sản đó, thì vị đó sống ở đâu cũng không sợ hãi, không bị đắm nhiễm và không có vấn đề gì đó với tài vật nữa. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thu Ba. Dạ, con kính thưa sư, thế nào là tịnh nhãn ạ? Tịnh nhãn ở đây có nghĩa là vị đó thấy được cái pháp nhãn thanh tịnh, tức là một cái người mà chứng được cái đạo quả, vị đó thấy được niết bàn. Vị đó thấy được niết bàn thì cái đạo, cái tâm quả, cái tâm đạo ấy, nó khi mà vị đó quán được cái sự vô thường của vô ngã ở trên các cái pháp danh sắc, rồi vị đó thấy được cái sự diệt tận của danh sắc, vị đó đoạn trừ được cái những cái nậu hoặc, ví dụ như là một cái vị chứng được sơ quả mà trở đi là người đấy được gọi là cái vị đó có tịnh nhãn. Tịnh nhãn tức là vị đó thấy được cái con đường, thấy được cái pháp chân lý, tức là thấy được chân lý tứ thánh đế. Một cái người thấy được các sự thật thì được gọi là tịnh nhãn, bởi vì lúc đấy vị đó mới là con người có mắt, thấy được cái sự thật tuyệt đối, thấy được khổ, thấy được nhân sinh ra khổ, thấy được cái sự đoạn tận cái nhân sinh ra khổ, chứng đắc niết bàn và thấy con đường đi đến giải thoát ấy. Vậy thì một cái người nào mà giác ngộ được chân lý tứ thánh đế, thấy các sự thật đó thì được gọi là tịnh nhãn. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trà My ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Con kính thưa sư, sắc mạng căn và sắc giới tính là gì ạ? Sắc khinh, sắc nhu là gì ạ? Sắc mạng căn, sắc giới tính thì cái người nào mà có thực hành thiền đến phân biệt sắc, tức là thực hành thiền tứ đại phân biệt sắc thì sẽ có 28 loại sắc. Thì trong đó ví dụ như nhãn tịnh sắc, nhĩ tịnh sắc, tỷ thiệt thân tịnh sắc. Rồi là trong những cái sắc do nghiệp sinh đấy, nó có một cái sắc nó duy trì cái sự sống của các sắc này, của các cái sắc nghiệp này, đó gọi là sắc mạng căn. Cái sắc này nó có cái tính linh hoạt, ví dụ như là nhờ có cái sắc mà nó duy trì để cho cái sắc này tồn tại không bị chết đi. Trong một cái sát na mà nó trụ, tức là sắc bao giờ nó sinh lên, nó có một cái sát na sinh, một cái sát na trụ, một cái sát na hoại diệt, và một cái sát na nó bị dị và một sát na diệt. Thì trong cái thời gian mà nó chưa diệt đi thì nó còn đang tồn tại đấy. Thì cái tính sống động của nó, cái tính mà nó đang sống đấy, thì đấy được gọi là sắc mạng căn. Tức là nó còn duy trì cái sự sống đó. Nó có cái sắc để nó duy trì cho cái sắc đó được sống ở trong cái sát na đó. Sinh lên rồi trú, rồi dị, rồi sau đó mới diệt đi. Thì chỉ có phân tích đến sắc thì mới hiểu được. Còn nếu mà chỉ có nói suông ấy không hiểu được, vì đó là cái pháp chân đế. Phải thực hành thiền tuệ mới thấy được sắc này. Còn sắc giới tính thì ở trong cái sắc ở trong con người ấy, nó có cái sắc nam và sắc nữ. Cái người nam ấy thì ở trong cái sắc chân đế nó có cái sắc tính đó là nó rất là thô cứng, thô thiển và cứng và mạnh mẽ. Đó là sắc của người nam. Vậy cho nên là cái người nam, người ta có cái thân thể nó khỏe mạnh hơn người nữ, người ta thô thiển hơn người nữ, người ta nói to, người ta hành động nó lỗ mãng hơn người nữ. Và người ta có cái sức khỏe nực nưỡng hơn người nữ. Còn những người nữ thì có cái sắc đó là cái sắc nó mềm mại, nó dịu dàng. Thì đó là cái bản chất của người nữ. Cho nên là cái người nữ sẽ có cái tính
mềm mại hơn người nam, dịu dàng và yếu ớt hơn người nam. Thì nó cũng cái điều đó mà phân tích ra ở cái sắc chân đế, thì trong từng những cái sắc, từ những cái hạt Kanapa, nó đều nó biểu hiện ra cái tính đó. Thì các cái sắc đấy nó đều do nghiệp sinh, còn sắc khinh, sắc nhu, sắc thích nghiệp. Thì đây là ở trong các cái sắc do tâm, do thời tiết và do vật thực sinh, là những cái sắc ở hiện tại này. Thì nó có cái sự nhẹ nhàng. Ví dụ như khi nào mình được ăn những cái thức ăn ngon này, thì cái thân tâm của mình, cái thân thể của mình nó rất là nhẹ nhàng, khoan khoái. Thì đấy là gọi là sắc khinh. Có những cái lúc mà cái thân thể này mềm mại, nó rất là nhu nhuyễn. Ví dụ như một cái người ngồi thiền, nó có cái trạng thái khinh an, thì nó cũng có cái trạng thái nhu nhuyễn. Đó là còn những cái lúc nào mình mệt mỏi, mình căng thẳng ấy, thì cái sắc lúc ấy nó trở nên nặng nề và cứng nhắc, khó chịu. Còn cái lúc nào nó có cái sự nhẹ nhàng, khinh an, mềm mại thì nó rất là dễ chịu. Thế gọi là sắc khinh, sắc nhu, sắc thích nghiệp, là nó dễ dàng, vì nó có cái sự mềm mại, nó dễ dàng thích nghi và nó rất là dễ chịu, thoải mái. Thì có phân tích đến các cái sắc chân đế thì mới hiểu ra những cái sắc này. Hoặc là có học vi diệu pháp mà 28 loại sắc thì mình sẽ hiểu trên lý thuyết về cái sắc này. Còn nếu mà thực hành thiền tứ đại thì mình sẽ tuệ chi, sẽ quan sát được các cái sắc đấy một cách rõ ràng. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Quân Phạm ạ. Dạ, con thưa sư, con thấy trong kinh Thừa Tự Pháp có ghi một câu là phản bội là ác pháp. Con xin sư giải thích cho con chỗ này ạ. Phản bội là ác pháp. Phản bội ở đây là mình nhớ, là cái một cái tâm bất thiện, tức là một cái tâm phản bội, có nghĩa là vô ơn. Ngày sư đã nói khá kỹ về cái tâm này. Phản bội là vô ơn. Ví dụ như một cái câu chuyện là có một cái câu chuyện là có những cái vị lái buôn đi vào trong khu rừng, rồi mệt mỏi quá, đi trong sa mạc rất là mệt mỏi, đến một cái gốc cây, và khi vị đó đang ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây, trong lúc đấy các vị đó còn đang rất là đói khát và có thể sẽ bị chết nếu như mà không được thức ăn và nước uống. Thì lúc đấy một cái vị thọ thần ở cái cây đa đấy mới hiện ra, và vị thọ thần đó đã biến ra những cái nước uống rồi những cái thức ăn cho cái đoàn nữ khách này, rồi vị đấy còn biến ra rất nhiều vàng bạc châu báu cho đoàn nữ khách này, để đoàn nữ khách này bớt khổ đau. Thì vị thọ thần ấy là một cái người rất là lương thiện, đã làm việc phúc như thế. Thì những cái đoàn lái buôn này lúc đấy nghĩ nên khởi lên một cái ý nghĩ rằng chúng ta hãy đào cái cây này, hãy bắt cái vị thọ thần này về để vị ấy phải phục vụ chúng ta, vị ấy sẽ phải chúng ta muốn gì vị ấy sẽ biến hiện ra cho chúng ta. Thì vị có những vị thọ thần bị hung dữ, vị thấy những cái vị này ác, vị ấy đã giết chết hết tất cả cái đoàn đấy. Hoặc là có những vị đó không ác thì vị đó cảnh cáo vị đó, thì đó là phản bội. Phản bội có nghĩa là có cái người thấy người khác làm ơn giúp mình, nhưng mình lại là cái tâm ác ý muốn người đấy là phải làm ơn cho mình một cách vô điều kiện, và muốn cái người đó làm ơn giúp mình trở thành một cái người nô lệ cho mình, phải phục vụ, phải phục dịch mình từ cái nhỏ rồi đến cái lớn, tức là do cái nhu cầu, cái tham đắm của mình nó lớn quá. Rồi là mình cứ muốn những cái người khác giúp mình rồi mình lại làm hại người ta, thì đấy được gọi là phản bội, là vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của một cư sĩ. Kính bạch sư, nếu giữ 8 giới mà không giữ giới ăn sái giờ thì có lợi ích hơn giữ 5 giới không thưa sư ạ? Giữ 8 giới mà không giữ, mà bỏ cái giữ ăn phi thời thì vẫn lợi ích hơn giữ 5 giới. Mình giữ 5 giới thì mình lại có cái phước của giữ 5 giới, nhưng mà còn những cái giới như trang điểm, múa hát, nghe múa hát nó sinh ra cái tâm phóng dật rất lớn. Mình mà không có giữ được trọn vẹn 8 giới, giữ 7 giới, cũng có thể thọ chỉ 7 giới cũng được. Thì đấy nó không thành tựu bát quan trai giới, nhưng mà nó mình giữ được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Đấy, kể cả có những người giữ được 5 giới, mình có thể thọ 5 giới. Nhưng mà có những người, người ta chỉ giữ được 4 giới, người ta không thọ 5 giới, người ta thọ 4 giới. Có những người, người ta chỉ thọ 3 giới, có người thọ 2 giới, người thọ 1 giới cũng được. Còn hơn là không giữ giới nào. Thì trong 8 giới vậy mình không giữ được cả, mình giữ được 7 giới, được 6 giới, 5 giới. Tùy theo khả năng mình giữ được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Giống như là bây giờ mình
đi đến nơi nào đấy có bảy cái núi vàng ấy, mình không có bê hết, mình bê 6 núi thôi. Có 8 cái cục vàng mình không có bê được hết, mình bê 7 cục thôi, bê 6 cục đều được ha. Mỗi một giới là một cái tài sản rất là quý của mình, còn quý hơn vàng. Giữ được giới nào là mình sẽ hạnh phúc với giới đấy. Chứ đừng nghĩ là phải ôm được hết mới ôm, mà ôm được ít cũng còn hơn là không ôm gì. Vậy nên là giữ được giới nào thì giữ, không quan trọng phải giữ hết mới giữ. Là con xin là câu hỏi của cư sĩ. Dạ, con kính bạch sư, với một hành giả còn nhiều phận sự công việc phải làm thì nên tu tập đề mục gì và tu tập như thế nào trong cuộc sống để duy trì chánh niệm và phát triển được bát chánh đạo ạ? Người cư sĩ tại gia thì đó có cư sĩ thì có nhiều hạng người, là có những người vẫn thực hành được pháp như người xuất gia, mặc dù là hình tướng tại gia nhưng tâm hoàn toàn xuất gia. Nhưng mà có những người thì quá bận rộn với đời sống tại gia nên là không thực hành được nhiều, thì cố gắng thực hành một chút ít. Ví dụ là tối thiểu nhất là giữ được 5 giới, và cái bát quan trai giới có thể không giữ được hàng ngày, nhưng một tháng có thể giữ được 4 ngày trai giới, ngày mùng 5, ngày 10, 15, ngày 30, mùng 8, 23 giữ được bát quan trai giới. Thì cái ngày giữ bát quan trai giới cũng đồng nghĩa với việc là thực hành thiền chỉ quán. Thì cái ngày hôm đấy thì vị ấy hãy thực hành thiền niệm ân Đức Phật. Người sống tại gia thì bao giờ cũng phải niệm ơn Đức Phật đặt lên hàng đầu để mình không có đi, không rơi vào những cái tà đạo khác. Mình luôn luôn giống như là gắn bó chặt chẽ với Phật pháp, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm chết, thì niệm về Niết Bàn. Đấy là cái pháp, và cái pháp mình cần tu tập nữa nó là hành thiền tâm từ. Kết hợp tu tập bát quan trai với hành thiền tâm từ thì mình sẽ không sân hận, không ác ý, không thủ hiểm, không gây sự, không tranh đấu, không gây quan trái với ai ở đời. Thì sống ở đời mình gặp những người ác nhiều này, mà mình không có cái tâm từ thì có thể mình sẽ luôn luôn sống ở trong xung đột, sống ở trong mâu thuẫn, sống trong bất hòa, sống trong tranh chấp đấu đá. Thì sống như vẫn khổ lắm, sống luôn luôn sống ở trong cái thời chiến loạn lạc rất là khổ. Sống với một cái đời sống hòa bình, hòa hợp với mọi người xung quanh, mình yêu quý mọi người, được mọi người yêu quý, thì cái đời sống tự ra được như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Hoặc là mình có thể tu tập những cái pháp khác để ni tham, như là niệm về sự chết, niệm về xác chết cũng đều được hết, để mình không sống ở giữa đời mà không đắm nhiễm đời như hoa sen ở bùn mà không có nhiễm mùi bùn ấy. Thì phải niệm xác chết, niệm chữ chết để mình coi thường những cái tài vật, mình chú trọng về đời sống tinh thần hơn. Rồi là tu tập để thiền hơi thở vào ra để giữ cho tâm tán loạn. Rồi nếu có điều kiện thì thực hành các pháp thiền quán, phân biệt danh sắc, quán nhân duyên, quán vô thường khổ vô ngã để chứng đắc được đạo quả. Người đại gia mà cố gắng chứng được sơ quả thì an tâm là không bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh nữa. Rồi cố gắng chứng nên nhị quả, đến tam quả. Thì có thể từ bỏ những cái đời sống dục này. Nếu mà cố gắng mà chứng đắc được đến A-la-hán quả thì đi xuất gia luôn, không có thì mình sẽ phải chết trong ngày hôm đấy. Vậy thì cái người tại gia tùy theo từng cái hoàn cảnh của mỗi người mà có thể tu tập được các pháp tuần tự từ thấp đến cao. Thậm chí những người đấy vẫn tu tập, vẫn chứng đắc được như người xuất gia, không có khác gì lắm. Vậy thì mình... dù có bận rộn bao nhiêu cũng cố gắng thực hành theo khả năng của mình. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Lý. Dạ, con kính bạch sư, trên cõi Phạm Thiên có nhà cửa và cây cối phong cảnh như cõi nhân gian không ạ? Rồng Naga có hình dáng giống như rồng trong văn hóa truyền thuyết Việt Nam Trung Quốc không ạ? Trên cõi Phạm Thiên thì ở trong những cái tòa lâu đài bằng châu báu, bằng pha lê, bằng vàng, bằng ngọc, cũng giống như trên cõi trời, trên các cõi trời cũng có những cái tòa lâu đài cung điện bằng bọc, nhưng mà tất cả những cái điều này đều do hóa hiện ra, đều do cái công đức, đều do những cái công phước lành mà tự hóa hiện ra, chứ không cần phải xây dựng, không cần phải thợ thuyền, không cần phải thiết kế gì hết, mà tùy theo cái phước của mỗi vị khi sinh lên đấy thì những cái lâu đài nó đã hóa sinh. Cùng với cái lúc mà bị đó tái sinh, có thể là có những cái người mà lúc mà mình đang làm việc phước nó đã hóa sinh ra những cái cõi lâu đài rồi,
Còn những người gói phạm thiên cũng có những cái lâu đài hóa sinh thì đều có. Có những cái cảnh vật cây cối, nhưng mà những cái cảnh vật cây cối đấy cũng là bằng châu báu, bằng vàng bạc, bằng những cái đồ rất là thanh tịnh, cao quý, cũng là do cái phước của cái sự làm việc phước lành mà nó hóa sinh thì đều có nhá. Những cái cảnh vật đó rất là huy hoàng và rạng rỡ sáng tỏa những cái hào quang còn sáng hơn cả mặt trời mặt trăng mà chiếu sáng ở thế gian của con người này. Những cái lâu đài đấy rực rỡ lung linh, có hào quang ánh sáng trong thân những vị phạm thiên suốt đời, những cái hào quang ánh sáng sáng hơn mặt trời mặt trăng rất nhiều. Đấy là cõi phạm thiên hay cõi chư thiên thì cũng gần gần như vậy, mà phạm thiên thù thắng hơn là cõi chư thiên nữa. Còn hàng rồng naga thì là khi sinh ra thì vị đấy có những vị naga là hóa sinh, có những vị naga thì thai sinh, có những vị naga thì từ trứng sinh, có những vị thì naga cũng có nhiều những cái hạng sinh ra như thế. Thì là đa số là những hạng naga hóa sinh là các vị rồng. Khi sinh ra thì mang cái thân rồng thì rất là nhiều giống rồng khác nhau chứ không phải là không. Có những cái rồng giống như trong văn hóa Trung Quốc là có, bởi vì là cái thời xưa cách đây mà hàng mấy nghìn năm trước thì con người lúc đấy có cái tâm linh cao hơn bây giờ, thì thường là các cái vị thiên thần sẽ sống hòa nhập với con người rất là nhiều, tức là có cái sự giao tiếp lẫn nhau nhiều hơn thời bây giờ. Cho nên là cái người dân gian người ta tiếp xúc với rồng là rất nhiều người thấy, rất nhiều người tiếp xúc, rất nhiều người gặp gỡ. Cho nên là người ta đắp lên những cái hình tượng là rồng naga, mà còn giống như là thời bây giờ là do là có thật, là người ta có tiếp xúc được, người ta có thấy được các cái vị rồng như thế. Nó trải qua mấy nghìn năm, càng về cái thời bây giờ do cái tâm con người ô nhiễm hướng về vật chất nhiều, cái đời sống tâm linh ít đi, cái sự giao tiếp giữa các cái chư thiên thiên thần đối với con người nó càng ít đi, nhưng người ta không thấy được nữa, cho nên là cái sự tiếp xúc với nhau nó ít đi thôi. Còn điều đó là có thật. Thì rồng naga cũng giống như con người, có rất nhiều hàng, rất là nhiều loại, rất là nhiều cái hình tướng khác nhau, chứ không phải là một loại đấy, chứ không phải là chỉ có một cái loại giống như đắp trên hình vẽ đó, mà còn có những cái hàng naga giống như vậy, cũng có hàng naga thì khác như vậy nữa. Nhưng mà các vị đấy cũng thường xuyên biến thành thân người rất nhiều. Các vị naga có thể là có những lúc bị ngủ thì vị đó biến thành naga, nhưng mà bị thức thường thường là các vị đấy sẽ biến thành thân giống như thân người. Cho nên là có những vị naga người ta biến thành thân người, người ta nên có nhân gian, người ta có thể sinh sống như con người bình thường được. Nhưng mà chỉ có điều là lúc nào mà ngủ say, ngủ mà ngủ trong chánh niệm thì nó có thể giữ được thân người, nhưng mà ngủ mà mất chánh niệm thì có thể là vị đó sẽ biến hình thành naga trở lại. Đấy là cũng có những trường hợp như thế.